Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Đấu La Đại Lục của tác giả Đường Gia Tam Thiếu. Tập 41. Chương 401. Thần Tứ Hồn Hoàn. Hải thần Đấu La Ba tái tây tràn đầy vẻ tán thưởng, có thể tìm ra huyền bí thật sự của ánh sáng hải thần nhanh như vậy, cũng không uổng phí hải thần đại nhân ban tặng cho các ngươi khảo nghiệm cao cấp. Nghe thấy lời khen ngợi của vị tối cường giả trên hải thần đảo, mọi người nhất thời hiểu được suy đoán của Đường Tam là hoàn toàn chính xác. Không dám nhận lời khen ngợi của tiền bối, nhưng ta tin chúng ta nhất định có thể hoàn thành được khảo nghiệm của hải thần đại nhân. Giọng nói của Đường Tam không kiêu ngạo, không xiểm nịnh mà tràn ngập kiên định. Ba tái tây hướng bọn họ gật gật đầu, nói chỉ có bản thân các ngươi mới có thể tự giúp cho chính mình, đây là lần duy nhất ta gợi ý cho các ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi đoán sai, ta cũng sẽ không khẳng định suy đoán của ngươi. Khảo nghiệm sau mỗi lần đều thêm khó khăn hơn. Các ngươi cần nỗ lực nhiều hơn nữa. Đa tạ tiền bối. Chỉ là, có thể phiền toái tiền bối một việc không? Đường Tam hướng ba tái tây nói. Ngươi nói đi. Chỉ cần không quan hệ đến khảo nghiệm mà các ngươi phải nhận, ta sẽ tận khả năng thỏa mãn ngươi. Ba tái tây sóng mắt lưu chuyển, Sử Lai Khắc thất quái lần đầu tiên phát hiện, thì hơi thở tôn quý cũng làm cho người ta thấy áp lực. Đối bọn họ mà nói, hải thần Đấu La trước mắt cũng giống như biển khơi, đều nhìn không thấu. Đường Tam nói, ta hy vọng ngài có thể cho người cung cấp cho chúng ta một ít thực phẩm cùng nước uống. Nước cần nóng một chút, ngài thấy đấy. Vừa nói hắn vừa chỉ vào mình, lại chỉ đồng bọn. Y phục trên người họ chỉ có thể dùng từ vô cùng thê thảm để hình dung, hải thần đảo bốn mùa như xuân, không giống bên ngoài. Bọn họ leo bậc thềm xuyên qua hải thần ánh sáng, y phục mỗi người đều bị mồ hôi thấm ướt. Mặc dù đều có quần áo để thay đổi, nhưng nếu không đủ nước tắm rửa cùng giặt quần áo, có lẽ không bao lâu trên người sẽ bốc mùi. Nếu có đủ thực phẩm cùng nước trong, chúng ta sẽ ở tại chỗ này tiếp tục tu luyện, để tránh chậm trễ thời gian một năm quý báu. Ba tái tây có chút kinh ngạc nhìn Đường Tam, nói, các ngươi chuẩn bị ở chỗ này. Đường Tam trực tiếp thay mọi người tác chủ, một năm này mỗi một phân, một miểu đối với chúng ta mà nói đều cực kỳ trọng yếu. Tiền bối, xin ngài thành toàn. Ba tái tây mỉm cười, nói, được rồi, ta sẽ phân phó người chuẩn bị cho các ngươi. Nga, đúng rồi, nước biển trong hoàn hình hải trước mặt các ngươi có độ muối thấp. Hơn nữa cực kỳ sạch sẽ, dùng để vệ sinh thân thể là hoàn toàn có thể. Đường Tam mừng rỡ, không cần hắn nói, mọi người đã đồng loạt hướng ba tái tây hành lễ cảm ơn. Ánh mắt ba tái tây từ trên người Đường Tam xẹt qua, dừng ở trên người Mã Hồng Tuấn, ta đến gặp các ngươi. Kỳ thật chủ yếu là vì hắn. Mã Hồng Tuấn sửng sốt một chút, chỉ vào mũi mình nói, vì ta. Điều này cũng không biết mập mạp nghĩ thế nào, trực tiếp nói, tiền bối, ngài quả thật rất đẹp, bất quá lòng ta đã có người khác rồi. Cho dù là cường giả như hải thần Đấu La cũng bị hắn nói làm cho sửng sốt. Ngay sau đó, trên khuôn mặt cao quý của ba tái tây xuất hiện một chút ửng đỏ, tiểu tử béo, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta làm tằng tổ mẫu ngươi còn thừa đấy, đáng đánh. Vừa nói, chỉ thấy ống tay áo nàng nhẹ động, thân thể Mã Hồng Tuấn đã giống như quả bóng ra bay ra ngoài, trực tiếp rơi xuống hoàn hình hải. Không đợi Sử Lai Khắc thất quái phản ứng, tay phải ba tái tây lại huy động, thân thể mập mạp từ hoàn hình hải bay ra, một lần nữa dừng ở vị trí hắn lúc trước, không có mảy may sai lệch. Đầy đầu những suy nghĩ vớ vẩn, cho ngươi ngấm trong nước sạch cho tỉnh. Đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy ba tái tây thi triển thực lực. Làm bọn họ kinh hãi là từ khi mập mạp bị bay ra ngoài đến kéo trở về, bọn họ không cảm nhận được một tia lý lực ba động nào. Đây là thực lực của siêu cấp cường giả 99 cấp sao. Mã Hồng Tuấn nhổ ra một ngụm nước lớn, khuôn mặt khổ sở nói, tiền bối nãi nãi, ta sai rồi. Ngài coi như ta vừa rồi đang nói mê sảng đi. Mập mạp bề ngoài nhìn qua trung hậu thành thật, kỳ thật là cực kỳ thông minh. Đối mặt với đối thủ quyết không khả năng chiến thắng, hắn sẽ không dám ương ngạnh. Ba tái tây tự nhiên sẽ không cùng hắn so đo, mỉm cười, nói, trên hải thần đảo chưa bao giờ có người có dũng khí nói với ta như vậy, cũng mới mẻ. Tiểu mập mạp, ta đem đến cơ duyên cho ngươi, ngươi ngồi xuống đi. Mã Hồng Tuấn sửng sốt một chút, rồi nhìn về phía Đường Tam, Đường Tam vội vàng hướng hắn gật đầu, ra hiệu cho hắn làm theo. Nếu ba tái tây muốn đối phó với bọn họ, tùy tiện giơ tay cũng có thể làm bọn hắn hôi phi yên diệt.
có gì phải lừa gạt. Mã Hồng Tuấn lúc này mới ngồi xuống, nhưng ánh mắt cực kỳ bí mật kia của hắn vẫn bị Ba Tái Tây bắt được. Ánh mắt thâm thúy liếc nhìn Đường Tam, nàng nâng tay phải lên, cổ tay vừa lật, lòng bàn tay hướng về phía trước, xuất ra một hạt châu màu vàng. Hạt châu màu vàng tựa như do kim sắc thủy tinh chân quý nhất tạo thành, trong suốt không hề có tì vết, kỳ lạ nhất chính là trong hạt châu có một tầng khí màu vàng nhàn nhạt không ngừng ba động, tựa như sương mù vàng xuất hiện xung quanh thân thể bọn Đường Tam khi họ tiếp nhận áp lực ánh sáng hải thần. Kim quang chợt lóe, hạt châu màu vàng kim đã bay ra ngoài, chậm rãi đi đến trên đỉnh đầu Mã Hồng Tuấn. Ba Tái Tây búng tay, một tiếng ba khẽ vang lên. Hạt châu bị nghiền nát trên đỉnh đầu mập mạp, nhất thời một cỗ sương mù màu vàng nồng đậm bay xuống, bao phủ thân thể Mã Hồng Tuấn. Giọng nói Ba Tái Tây vang lên trong tai mỗi người, hễ người tiếp nhận hải thần đại nhân ban cho khảo hạch hắc cấp trở lên. Tại lần đầu tiên đạt tới bình cảnh, đều có thể có được cơ hội một lần có được hồn hoàn thần ban. Không cần săn hồn thú, hồn hoàn thần ban sẽ cho các ngươi hồn kỹ cần thiết nhất cùng với hồn hoàn có cấp bậc ứng với khả năng thừa thụ lớn nhất. Mỗi người đều chỉ có một lần cơ hội. Tiểu mập mạp, cẩn thận cảm thụ đi, dùng nghị lực lớn nhất của ngươi tiếp nhận tẩy lễ của hồn hoàn thần ban, như vậy mới có thể có lợi nhất. Hồn hoàn thần ban, đơn giản bốn chữ nhưng làm Sử Lai Khắc Thất Quái ánh mắt hoàn toàn trở nên ngây dại, đến cả Đường Tam cũng không ngoại lệ. Trong đầu Đường Tam, hắn vẫn cho rằng thần kỳ thật chính là người cường đại, hoặc là một hồn sư cường đại. Trên thế giới này, làm sao lại có thần tồn tại chứ? Nhưng khi Ba Tái Tây xuất ra hồn hoàn thần ban giao cho Mã Hồng Tuấn, hắn có chút mờ mịt. Đây là thứ nhân lực có khả năng đạt tới sao? Hồn hoàn thích hợp nhất, chẳng phải nói, đạt được hồn hoàn thần ban cho này, thực lực bản thân càng mạnh lại càng có lợi sao? Ba Tái Tây như thế nào biết mập mạp đã đạt tới 60 cấp? Là khi mập mạp xung kích ánh sáng hải thần cảm nhận được sao? Nhưng bất luận như thế nào, hồn hoàn thần ban này đối với bọn họ mà nói là một việc tốt đẹp. Bọn họ dù sao đều là lục địa hồn sư, hải hồn thú trong biển khơi cũng không phải thích hợp với bọn họ. Chỉ là đáng tiếc, mỗi người đều chỉ có một lần cơ hội. Kim sắc quang vụ đem theo sắc thái mê ly dần dần bao phủ thân thể Mã Hồng Tuấn, một vầng sáng bắt đầu xuất hiện xung quanh thân thể hắn. Đường Tam thông qua Tử Cực Ma Đồng mới có thể miễn cưỡng xuyên qua tầng ánh sáng vàng kim mông lung kia, nhìn thấy trên mặt của Mã Hồng Tuấn toát ra vẻ thống khổ. Nếu như kim quang này có thể tạo thành hồn hoàn cho hắn, vậy thì biểu tình của hắn lúc này cũng là bình thường. Lúc Đường Tam lần đầu tiên vượt cấp hấp thu hồn hoàn thì bộ dạng so với hắn hiện tại còn thống khổ hơn. Khi nghĩ tới đây, Đường Tam lại nhớ đến lần Tiểu Vũ thất tung, chính bởi vì Tiểu Vũ mới có thể làm cho hắn trở nên kiên định như vậy, thừa thụ thống khổ vượt cấp hấp thu hồn hoàn của nhân diện Ma Chu. Cũng bắt đầu từ lúc đó, hắn mới chính thức trở nên cường đại. Thân thể mập mạp dần dần run lên, run rẩy càng lúc càng mạnh, da mặt đỏ hồng lên. Có thể tưởng tượng được sự thống khổ mà hắn phải thừa thụ lúc này kịch liệt bao nhiêu. Phốc một tiếng, một ngọn lửa kim hồng sắc từ phía sau hắn cháy mạnh lên, trong nháy mắt hóa thành hình phượng hoàng thật lớn, lay động phía sau Mã Hồng Tuấn. Hải thần đấu la Ba Tái Tây một mực chú ý đến biểu tình của Mã Hồng Tuấn, Đường Tam thỉnh thoảng ghé mắt nhìn về phía nàng, có thể từ ánh mắt của nàng nhìn được vài phần tán thưởng. Hiển nhiên, mập mạp hiện tại thừa thụ thống khổ hẳn đã là cực hạn rồi. Đường Tam trong lòng mong mập mạp nỗ lực lên. Đã từng không chỉ một lần thử vượt cấp hấp thu hồn hoàn nên hắn biết rất rõ. Mập mạp kiên trì thêm một giây đồng hồ, hiệu quả sau khi hấp thu hồn hoàn xong sẽ tăng thêm một phần. Mã Hồng Tuấn thừa thụ thống khổ rất lớn, ý chí lực của hắn vốn kém hơn mọi người một chút. Nhưng từ lúc Sử Lai Khắc Thất Quái đoàn tụ, hắn là người duy nhất không đạt được 60 cấp hồn đế. Tuy rằng không nói ra, nhưng trên thực tế trong lòng mập mạp đã tự phân cao thấp. Đến vũ hồn có hoàn cảnh bất lợi nhất là áo tư tạp đều có thể đột phá 60 cấp, đạt được hồn đế, đỉnh cấp vũ hồn hỏa phượng hoàng của mình vì sao lại tụt lại phía sau. Nếu như hắn chỉ tự tu luyện mà nói, với tuổi tác hiện tại của hắn đạt được đẳng cấp như vậy đã có thể từ dùng thiên tài để hình dung. Nhưng vấn đề là mỗi người bên cạnh hắn mỗi người đều là thiên tài trong thiên tài. Hoặc là nói là quái vật trong quái vật. Cùng bọn Đường Tam ở cùng một chỗ, nói không có áp lực là không có khả năng. Mập mạp cũng tuyệt không muốn thua kém. Huống chi, lúc này còn có Bạch Trầm Hương. Bạch Trầm Hương tuy rằng vì hoàn thành khảo nghiệm mới hôn hắn, nhưng trong lòng mập mạp càng thêm quyết tâm theo đuổi nàng. Nụ hôn làm hắn càng khắc sâu,
đàng hoàng mới là vương đạo. Khiến cho Bạch Trầm Hương để ý, hắn làm sao có thể đơn giản thỏa hiệp. Ai biết nàng lúc nào từ tu luyện tỉnh lại. Lúc này, Mã Hồng Tuấn chân chính cảm nhận được vì sao Đường Tam nói ánh sáng hải thần đối bọn họ mà nói là kỳ ngộ, là bước quan trọng nhất trong hải thần khảo nghiệm. Mặc dù chỉ tại ánh sáng hải thần thừa thụ một lần áp lực, nhưng đối mặt với thống khổ trước mắt, đến Mã Hồng Tuấn cũng kinh ngạc vì nhẫn nại lực của mình. Tựa hồ bởi vì áp bách trải qua hải thần ánh sáng ngày hôm qua, cho nên nhẫn nại lực của mình mới tăng lên. Nhiều nguyên nhân cùng tác động, lúc này mập mạp đang bên bờ cực hạn. Dưới sự kích thích của kịch liệt thống khổ, bên ngoài da mặt hắn thậm chí xuất hiện một tầng mỡ có mang theo chút tơ máu. Đúng lúc này, Đường Tam hướng những người khác phất phất tay, đem sự chú ý của mọi người hấp dẫn lên mình, lại chỉ cầu thang đi thông lên hải thần điện. Mập mạp hấp thu hồn hoàn không biết cần thời gian bao lâu, mà có hải thần đấu La Ba Tái Tây ở đây, có thể nói nơi này là địa phương tối an toàn. Tiếp tục cùng ở đây, không bằng tranh thủ tất cả thời gian tiến hành tu luyện. Đề nghị của Đường Tam lập tức được mọi người hưởng ứng, lúc đi tới cầu thang, Ba Tái Tây cũng không nhìn về phía bọn họ, nhưng khóe miệng của nàng lại mỉm cười nhàn nhạt. Đường Tam nói, chúng ta tự mình thử xem cực hạn của mỗi người đi. Trước khi leo, đem các năng lực phụ trợ phụ ra trên người mình, sau đó thừa thụ áp lực ánh sáng hải thần mang đến, như vậy có thể leo lên càng nhiều bậc thang. Tất cả mọi người không nên giúp đỡ nhau, chỉ bằng năng lực của mình leo. Xem hiện tại cực hạn của chúng ta ở đâu. Khi cảm thấy thân thể không thể thừa thụ nữa, thì lập tức lui về, lúc lui tốc độ không nên quá nhanh, cảm thụ áp lực ít hơn mà dần thả, lỏng thân thể. Cái này giống như phương pháp rèn luyện hình tam giác, từ thấp nhất đến cao nhất, lại từ cao nhất về thấp nhất. Như vậy hiệu quả hẳn là tốt nhất. Xuống tới nơi mọi người đừng vội tiến nhập trạng thái tu luyện, ta còn có một ý nghĩ, chúng ta có thể thử một chút. Trí tuệ của Đường Tam biểu hiện ra từ lâu đã được đồng bọn công nhận, vũ hồn trong nháy mắt phóng thích. Do lúc trước Tiểu Vũ đã leo lên một lần, cho nên Đường Tam để nàng vào tu luyện trong như ý bách bảo nàng. Lúc trước hồn lực của hắn tuy rằng tiêu hao không nhỏ nhưng trong khoảng thời gian nghỉ ngơi cũng đã khôi phục một ít, hơn nữa vốn còn thừa, thực lực cũng còn lại trên dưới 7 thành. Đái Mộc Bạch liền trực tiếp phóng xuất Bạch Hổ Hộ Thân Cháo, Bạch Hổ Kim Châu Biến, Bạch Hổ Ma Thần Biến tam đại phụ trợ kỹ năng, sau đó mới ngang nhiên bước vào ánh sáng hải thần trước mặt. Áo Tư Tạp ăn một cây phục chế kính tượng tràng dùng máu Đái Mộc Bạch chế tác, cũng đồng dạng phóng ra 3 kỹ năng tương đồng. Tuy rằng do hắn sử dụng, uy lực chỉ bằng 80% của Đái Mộc Bạch, nhưng so với hắn tự leo thì hiệu quả tốt hơn nhiều. Áo Tư Tạp cũng có ưu thế của mình. Hắn có thể trong quá trình leo không ngừng ăn khôi phục đại hương tràng khôi phục hồn lực và thể năng của mình. Lại thông qua kháng phấn phấn hồng tràng làm mình tỉnh táo. Bất quá, dù là tình huống này, hắn vẫn như trước không đạt tới cực hạn. Hắn còn có một kỹ năng tăng phúc khá hữu dụng, cũng chính là đệ ngũ hồn kỹ. Cũng là kỹ năng hồn hoàn vạn năm đầu tiên của hắn. Hồn kỹ này, cho dù là những người khác trong sử lai khác thất quái cũng chưa từng thấy qua. Áo Tư Tạp cũng rất thông minh, giống như Đường Tam, chữ Vinh Vinh, bọn họ đều có hồn cốt đầu. Tốc độ tư duy sẽ mạnh hơn so với người bình thường nhiều. Hắn sở dĩ hiện tại không nói ra, chính vì mong đồng bọn có động lực tu luyện lớn hơn giống như lời Đường Tam nói. Đến thời khắc cuối cùng trùng kích khảo nghiệm, hắn sẽ đem năng lực đệ ngũ hồn kỹ của mình triển lộ ra, không thể nghi ngờ giúp đồng bọn càng thêm chắc chắn thông qua được khảo nghiệm. Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp cùng nhau đứng ở bậc thang đầu tiên, vừa lên, hắn không chút do dự lần thứ hai mở ra hai đại lĩnh vực của mình, đồng thời phóng xuất ra bát chu mâu. Đạt đến trạng thái tăng phúc cực mạnh của mình. Chữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh ở phía sau bọn họ. Trên người Chu Trúc Thanh nổi lên một tầng hắc quang, đệ lục hồn hoàn lẳng lặng hiện lên, mặc dù ánh dương quang chiếu rọi nhưng lúc này bọn họ tựa hồ ẩn giấu trong một loại bóng tối đặc thù. Chính là đệ lục hồn kỹ của Chu Trúc Thanh. U Minh Phụ Thể. U Minh Phụ Thể, tác dụng của kỹ năng là khả năng tránh né tăng 50%, tự thân kháng tính tăng 20%, hiệu quả của công kích xuyên thấu tăng 30%. Đây là kỹ năng phụ trợ duy nhất của Chu Trúc Thanh trong toàn bộ 6 hồn. Kỹ, nàng là mẫn công hệ hồn sư, lấy mẫn tiệp cùng công kích là chủ yếu, không giống Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn là cường công hệ hồn sư. Bản thể mạnh mẽ càng trọng yếu. Có thể có một kỹ năng phụ trợ như thế đã không tồi rồi. U Minh Phụ Thể này đối với người khác mà nói có thể không hữu dụng, nhưng đối với Chu Trúc Thanh mà nói,
50% tránh né và 20% kháng tính làm nàng trong chiến đấu có thêm nhiều năng lực giữ mình. Mà 30% hiệu quả xuyên thấu làm công kích của nàng càng thêm kinh khủng. Lúc này, nàng dùng kỹ năng phụ trợ chính là 20% kháng tính để tỉnh. Về phần hiệu quả khác có thể chống áp lực của ánh sáng hải thần hay không, nàng cũng không lo lắng nhiều. Mà chữ Vinh Vinh lại cực kỳ xa xỉ, lực lượng tăng phúc, mẫn tiệp tăng phúc, hồn lực tăng phúc, phòng ngự tăng phúc, bốn loại tăng phúc tối hữu dụng đối với ánh sáng hải thần trực tiếp rót vào trên người mình. Lúc này mới cùng Chu Trúc Thanh cất bước, giống như Đường Tam dự liệu, thêm các loại hiệu quả tăng phúc trước, kháng tính của mọi người đối với ánh sáng hải thần đã tăng cường. Hơn nữa đã có kinh nghiệm, Đường Tam đi phía trước, tiếp theo đến Mộc Bạch và Áo Tư Tạp, quá trình leo 20 bậc thang trước giống như bình thường, bảo trì tốc độ không tồi. Vượt qua 20 bậc thang, chênh lệch thực lực bắt đầu thể hiện ra, Đường Tam và Mộc Bạch tốc độ leo không đổi, mà Áo Tư Tạp chậm lại. Tuy rằng hắn sử dụng tam đại kỹ năng tăng phúc của Đái Mộc Bạch không thể nghi ngờ làm trạng thái thân thể cao đến mức trước nay chưa từng có. Chỉ là, hắn chỉ có thể sử dụng 80% hiệu quả, hơn nữa thân thể hắn cũng không thể so sánh với Mộc Bạch. Bất quá, cho dù như vậy, Chu Trúc Thanh cũng không thể vượt lên trước Áo Tư Tạp. Có thể thấy được hiệu quả tam đại tăng phúc kỹ năng của Vũ Hồn Bạch Hổ có bao nhiêu kinh khủng. Đồng thời, lúc này Áo Tư Tạp thể hiện ra tác dụng trọng yếu của hắn trong Sử Lai Khắc Thất Quái. Chỉ cần có phục chế kính tượng tràng của hắn, bất luận ai trong bảy quái đều có thể tùy thời dùng năng lực tam đại tăng phúc của Đái Mộc Bạch. Đó cũng là nguyên nhân trọng yếu vì sao Đường Tam nắm chắc mọi người có thể thuận lợi qua khảo nghiệm hải thần ánh sáng. Khi chữ Vinh Vinh leo đến lần cực hạn trước, bậc thang thứ 20 thì tốc độ đã trở nên cực kỳ chậm chạp. Mặc dù ngay từ đầu tự tăng phúc cho mình, nhưng cường độ thân thể của nàng vẫn còn chênh lệch không nhỏ so với đồng bọn. Nếu không phải lúc trước đã từng ăn một gốc tiên phẩm dược thảo, với trạng thái thân thể của phụ trợ hệ hồn sư muốn leo đến nơi đây thì không thể được. Cuối cùng chữ Vinh Vinh đứng ở bậc thang 26, bắt đầu đi xuống phía dưới. Tuy rằng chỉ lên thêm được 6 bậc thang, nhưng đủ để chứng minh đề nghị của Đường Tam là thập phần hữu hiệu. Mà lúc này, Đường Tam và Đái Mộc Bạch đều đã vượt qua 40 bậc thang, Áo Tư Tạp cũng leo tới bậc thứ 33. Lúc này Chu Trúc Thanh mới đuổi kịp hắn cùng đi song song. Rất nhanh, cực hạn của hai người cũng đã đến, Áo Tư Tạp bằng vào tam đại phụ trợ kỹ năng từ Vũ Hồn Tà Mâu Bạch Hổ của Đái Mộc Bạch. Cuối cùng so với Chu Trúc Thanh chỉ thua kém một bậc thang, đứng ở chỗ bậc thang 38, mà sử dụng U Minh Phụ Thể Chu Trúc Thanh leo tới bậc thang 39. Do hồn lực tiêu hao một lượng lớn, bọn họ đồng dạng không dám có chút dừng lại mà chậm rãi lui về phía sau. Đái Mộc Bạch và Đường Tam như trước không ngừng tiến về phía trước. Kim quang trong hổ mâu của Đái Mộc Bạch lúc phun ra lúc nuốt vào. Trong Sử Lai Khắc Thất Quái, thân thể hắn có thể nói là gần bằng Đường Tam, tam đại phụ trợ kỹ năng tác dụng. Hắn giống như là ma thần trong loài hổ vậy, thân thể cường tráng hữu lực phá vỡ từng cách trở trước mặt, liên tục hướng lên trên. Phanh, một chân bước lên bậc thang 45. Đái Mộc Bạch rõ ràng hơi dừng lại, cực hạn của hắn cũng sắp tới rồi, hô hấp rõ ràng trở nên nặng nề. Mà bên người hắn Đường Tam cũng ngừng lại theo, không tiếp tục đi về phía trước. Vẫn duy trì hô hấp đều đều, điều chỉnh huyền thiên công trong cơ thể. Bên ngoài áp lực cực lớn, Đường Tam phát hiện tốc độ vận hành huyền thiên công của mình rõ ràng nhanh hơn so với lúc tu luyện bình thường. Nguyên nhân không phải hắn tăng tốc thôi động, mà là bản năng thân thể dưới áp lực thật lớn đã lôi kéo huyền thiên công bổ sung lại tiêu hao. Xương cốt, cơ thể cùng kinh mạch muốn phản kháng áp lực cần có đủ năng lượng, mà mấu chốt là nội công của hắn hiển nhiên có thể khu động năng lượng để bổ khuyết. Nếu như lúc này cởi hết y phục, thì có thể thấy cơ thể Đái Mộc Bạch cứng như tinh cương, ngạnh kháng áp lực, mà cơ nhục. Gân mạch trên người Đường Tam lại đang không ngừng co duỗi, dưới tác dụng của áp lực co rút lại, lại rất nhanh nảy lên, giống như động tác tá lực. Tựa như lúc trước Đường Tam bằng vào Lam Ngân Hoàng chống đỡ áp lực hồn đấu la cấp bậc cường giả gây cho hắn. Lại một tiếng phanh vang lên, Đái Mộc Bạch miễn cưỡng bước lên bậc thang 46. Lúc này, lần đầu tiên hắn rốt cục cảm thụ được cảm giác khó có thể tiến thêm một bước, miễn cưỡng liếc Đường Tam, bước chân bắt đầu lui về phía sau. Chậm rãi lui về, làm Đái Mộc Bạch có chút kinh ngạc chính là Đường Tam cũng không có hướng về phía trước trùng kích nữa, mà cùng hắn lui về phía sau. Đái Mộc Bạch lúc trùng kích hầu như dùng hết toàn lực, mặc dù lui xuống áp lực không ngừng giảm bớt, nhưng hắn cảm giác được thân thể mình bị kiệt sức.
ngay lúc hắn sợ rằng mình sắp bị hất bay. Một cỗ khí tức thanh lương từ dưới chân truyền khắp toàn thân, tràn ngập năng lượng sinh mệnh lực ba động truyền khắp toàn thân. Đồng thời, một bàn tay hữu lực đặt trên bờ vai của hắn, lực lượng nhu hòa tác dụng, ổn định thân, thể. Đái Mộc Bạch quay đầu hướng Đường Tam cười, lúc này mới thành công thối lui đến dưới chân núi, thân thể năm người lần thứ hai bị mồ hôi ướt sũng. Cần bao nhiêu chật vật có bấy nhiêu, từ cực độ thống khổ đến cực độ dễ dàng làm bọn họ có cảm giác sảng khoái tràn trề. Đường Tam vừa định nói gì với đồng bọn, Mã Hồng Tuấn bên kia lại truyền đến một trận năng lượng ba động kịch liệt, hấp dẫn sự chú ý của mọi người vốn đã rất uể oải không chịu nổi. Quang hoa lất phất như mưa trên người Mã Hồng Tuấn lúc này đã xảy ra chuyển biến, biến thành một vòng quang vựng màu đen quay xung quanh thân thể hắn. Tuy rằng cự ly bọn Đường Tam cách Mã Hồng Tuấn khoảng mấy chục mễ, nhưng có thể cảm giác được rõ ràng hồn lực xung quanh thân thể hắn có bao nhiêu to lớn. Mỗi một đạo hồn lực rót vào đều làm thân thể Mã Hồng Tuấn phát sinh biến hóa, trên mặt hắn thống khổ đã tiêu thất, thần sắc bình tĩnh cùng mồ hôi chảy xuôi trên gương mặt hình thành vẻ đối lập rõ ràng. Cuối cùng, một vòng hắc sắc quang mang ngưng kết cùng một chỗ, biến thành một hắc sắc quang hoàn thật lớn chậm rãi hướng thân thể hắn co rút lại. Mà nguyên bản năm hồn hoàn của hắn lúc này cũng đều phóng ra ánh sáng chói mắt. Thời khắc cuối cùng đã tới. Một tiếng phượng đề lành lót vang lên, hư ảnh hỏa phượng hoàng cự đại phía sau lưng Mã Hồng Tuấn phảng phất ngưng tụ thành hình vậy, hóa thành phượng hoàng thật sự, âm thanh phượng hoàng réo rắt phóng lên 9 tầng trời. Hỏa diễm kim hồng sắc hầu như bao trùm toàn bộ thân thể Mã Hồng Tuấn, hỏa ảnh phượng hoàng bay lên không trung không ngừng co lại, cuối cùng thu nhỏ trở thành hỏa phượng ba thước bay lượn một vòng trong không trung. Nơi hỏa phượng đi qua, không khí không ngừng uốn khúc, từ trên trời giáng xuống, rơi cách phía sau Mã Hồng Tuấn 30 mét. Lại vọt tới trước, trong nháy mắt từ phía sau chui vào cơ thể Mã Hồng Tuấn. Trong sát na, y phục toàn thân của Mã Hồng Tuấn đồng thời biến thành tro tàn. Toàn bộ phía sau lưng hắn bị hỏa phượng hoàng bao trùm. Hỏa quang co rút lại, chậm chậm nhập vào như hình xăm trên lưng hắn. Ngay khi hoa văn hỏa phượng hoàng ở sau lưng tiêu thất thì mập mạp mở hai mắt, trong nháy mắt, đôi mắt hắn hoàn toàn biến thành kim hồng sắc. Phượng hoàng hỏa diễm kịch liệt từ xung quanh thân thể hắn bay lên trời, đạt đến độ cao 10 thước mới chậm rãi trở về. Mã Hồng Tuấn hét dài một tiếng, mỡ toàn thân hắn kỳ dị co rút lại vài phần, cả người như gầy đi một vòng. Mặc dù vẫn mập mạp như trước, nhưng tất cả mọi người đều cảm giác được giờ này trong cơ thể mập mạp có ẩn chứa bao nhiêu uy năng bạo tạc lực cường đại. Hoàn thành rồi, hai vàng, hai tím, hai đen, sáu hồn hoàn chỉnh tề sắp xếp xung quanh thân thể Mã Hồng Tuấn, theo ngọn lửa dần dần tắt lụi, hắn rốt cục thu được hồn hoàn thứ sáu của mình. Quang mang kim hồng sắc trong mắt từ từ thu lại, hưng phấn khó có thể ức chế từ trong mắt tuôn ra. Mập mạp vội vàng khom mình hành lễ với hải thần đấu La Ba Tái Tây, đa tạ tiền bối thành toàn. Ba Tái Tây cũng không đáp lại hắn. Khi lửa trên người mập mạp tiêu thất thì đã xoay người sang chỗ khác, sải bước hướng lên hải thần điện. Cước bộ của nàng phảng phất đạp lên thang mây, thân thể theo đó bay lên, giọng nói của nàng phảng phất từ bốn phương tám hướng vang lên, khi người kế tiếp đạt đến bình cảnh thì ta thì sẽ lại xuất hiện. Quang ảnh chợt lóe, thân ảnh Ba Tái Tây đã tiêu thất vô tung. Mập mạp ngẩng đầu, có chút sững sờ nhìn về phương hướng Ba Tái Tây tiêu thất, lẩm bẩm, vị tiền bối này thế nào không để ý tới ta. Đái Mộc Bạch cố nén cảm giác suy yếu của thân thể, cười hắc hắc, nói, mập mạp, vốn liếng không tồi à. Mã Hồng Tuấn ngây người một chút, hắn phát hiện chữ Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh không biết từ lúc nào đã quay đầu đi. Bị Đường Tam, Áo Tư Tạp, Đái Mộc Bạch dùng ánh mắt như cười mà không phải cười để nhìn, hắn mới hạ ý thức nhìn lại thân thể mình, nhất thời hú lên quái dị. Lúc này mới phát hiện thân thể mình hoàn toàn trần truồng, vội vàng lấy hai tay che chỗ yếu hại, chạy nhanh đến bên cạnh một cây đại thụ. Trong lòng thầm nghĩ rằng, may là Bạch Trầm Hương còn đang tu luyện, không thấy được mình tình thái quẫn bách của mình. Áo Tư Tạp cười ha hả, nói, chạy cái gì mà chạy, yên tâm, chúng ta không có hứng thú với cái mông trắng bóng của ngươi đâu. Đái Mộc Bạch dựa vào vai Đường Tam, nói, Tiểu Tam, ta không được rồi, quá suy yếu, ta phải bắt đầu tu luyện thôi. Đường Tam nói, đừng nóng vội, ta có một ý, nếu như chúng ta tu luyện ở dưới ánh sáng hải thần, sẽ có hiệu quả gì? Các ngươi nghĩ tới chưa? Chu Trúc Thanh và chữ Vinh Vinh quay người lại, các nàng tuy rằng cũng suy yếu, nhưng không có tự thân tam đại kỹ năng mang đến tác dụng phụ rõ ràng như Đái Mộc Bạch, nhìn Đường Tam trong ánh mắt đều tràn ngập vẻ kinh ngạc.
Áo Tư Tạp cười khổ nói, Tiểu Tam, suy nghĩ của ngươi thật đúng là tầng tầng không dứt mà. Thế này là lại muốn bị hành hạ nữa rồi. Đường Tam nói, tu luyện trong ánh sáng hải thần, chúng ta tùy thời đều phải thừa thụ áp lực của ngoại giới. Hơn nữa ta phát hiện, dưới áp lực của ánh sáng hải thần, tốc độ vận chuyển hồn lực của chúng ta so với bình thường tự mình thôi động rõ ràng nhanh hơn. Giống như khi sử dụng hồn kỹ vậy. Nói như vậy, nếu như tất cả thuận lợi, tốc độ tu luyện hồn lực của chúng ta sẽ trở nên nhanh hơn. Đái Mộc Bạch nói, được, vậy thử xem đi. Tu luyện tại bậc thang thứ mấy thì thích hợp? Đường Tam trầm ngâm nói, bắt đầu từ bậc thang đầu tiên đi. Nếu xác thực có hiệu quả, sau này chúng ta từ từ tăng lên. Chung quy không thể ăn luôn một miếng to để biến thành một tên béo được. Tam ca, không thể như vậy mà. Ta tuy rằng béo một chút, nhưng ngươi cũng không thể đem ta ra làm ví dụ phản diện. Mã Hồng Tuấn thay xong y phục đi ra, đúng lúc nghe Đường Tam nói câu cuối. Đường, Tam cười ha hả, nói, mập mạp, hồn kỹ thứ 6 của ngươi là gì? Nghe Đường Tam hỏi, mập mạp nhất thời đắc ý là một kỹ năng đơn thể viễn trình công kích, tên là Phượng Hoàng Xuyên Vân Kích, uy lực mạnh thế nào thì ta không biết. Nhưng ta có thể cảm giác được, hồn hoàn thần ban cho chí ít cũng tương đương với hồn hoàn do hồn thú ngoài 4 vạn năm hình thành. Uy lực này, hắc hắc. Đường Tam nói, ngươi vừa mới tiêu hao không nhỏ, cùng chúng ta tu luyện trong ánh sáng hải thần đi. Chúng ta thử một chút xem có hiệu quả hay không. Nếu có phản ứng không tốt gì thì lập tức đình chỉ. Trước khi bắt đầu, Đường Tam đem một ít hồn lực còn dư của mình truyền vào cơ thể Áo Tư Tạp để hắn chế tạo ra mấy cây khôi phục đại hương tràng. Làm hồn lực của mọi người khôi phục một ít, lúc này mới một lần nữa tiến nhập vào trong phạm vi của ánh sáng hải thần. Cầu thang đi thông lên hải thần điện rộng chừng 10 thước, cũng đủ cho 6 người ngồi hàng ngang. Đường Tam đồng thời cũng đưa Tiểu Vũ từ Như Ý Bách Năng ra, ôm bên người mình. Giống như lời Tiểu Vũ, thân thể nàng hiện tại dưới áp lực này căn bản không bị tổn thương gì. Mặc dù chỉ là bậc thang đầu tiên, nhưng ánh sáng hải thần vẫn toàn diện đè ép lên thân thể mọi người, chậm rãi ngồi xuống, mọi người dựa theo phương thức tu luyện của mình bắt đầu để tụ tự thân hồn lực. Vừa bắt đầu tu luyện, bọn họ phát hiện tình huống đúng theo lời Đường Tam nói, dưới áp lực ánh sáng hải thần bên ngoài. Tốc độ vận hành tự thân hồn lực rõ ràng tăng, thậm chí không cần tận lực khống chế, tốc độ vận chuyển cũng nhanh hơn so với bọn họ thường ngày tự mình tu luyện. Giống như bên ngoài kích thích hồn lực tự hành vận chuyển tu luyện. Rất nhanh, mọi người kinh hỉ phát hiện, tiến hành tu luyện tại bậc thang đầu tiên, tốc độ khôi phục hồn lực nhanh hơn so với bọn họ tu luyện bên ngoài cầu thang. Dần dần, bọn họ tiến nhập trạng thái thị luyện, đồng thời cũng đều ý thức được, đệ nhất khảo hạch xuyên qua ánh sáng hải thần sợ rằng là kỳ ngộ hiếm có trong cuộc đời bọn họ. Vũ Hồn Điện, Đấu La Điện. Đấu La Điện ở đỉnh cao nhất trong Vũ Hồn Điện Thần Sơn, rất có khí thế tuyệt đỉnh. So sánh với Giáo Hoàng Điện, Đấu La Điện nhỏ hơn một ít. Thế nhưng, ở chỗ này lại thờ phụng phong hào của tất cả các phong hào Đấu La. Trong Đấu La Điện cũng không có bất cứ trang sức hoa lệ gì, chỉnh thể do nham thạch có phong cách cổ xưa tạo thành. Nhưng nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện, trên tảng đá mang chút phong cách cổ xưa này nổi lên một tầng kim quang rất nhạt. Lấy tay chạm vào, sẽ cảm giác được một loại năng lượng kỳ dị di động khắp bàn tay. Đấu La Điện ngoại trừ phương hướng cửa vào, ba mặt còn lại là tường cao, đều treo một khối bài tử hình vuông sáng kim. Mỗi một khối bài tử cao chừng một mễ, rộng một thước, mặt trên đều chỉ có 4 đại tự. Phóng mắt nhìn, trên ba mặt vách tường số lượng bảng hiệu kim sắc dĩ, nhưng không dưới cả trăm. Mỗi khối bảng hiệu này đều tượng trưng một vị phong hào Đấu La thu được phong hào từ khi Đấu La Điện kiến thành. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục của tác giả Đường Gia Tam Thiếu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 402, Thiên Sứ cùng La Sát. Ở giữa Đấu La Điện, có một pho tượng cao tới 10 thước lặng lẽ đứng ở đó, toàn thân pho tượng màu sáng kim. Ba đôi cánh phía sau lưng đang dương lên, trong tay cầm một thanh kiếm màu vàng thật lớn chỉ thẳng lên trời. Kỳ lạ nhất chính là, xung quanh thanh kiếm màu vàng dường như có một tầng kim diễm nhàn nhạt xoay quanh. Trong trưởng lão điện của Võ Hồn Điện cũng có một pho tượng giống như vậy, nhưng nó không thể so sánh được với pho tượng này, sự khác nhau của hai pho tượng chính là linh hồn. Đúng vậy, pho tượng tại trưởng lão điện tuy rằng cũng rất lớn, nhưng lại không có linh hồn. Mà pho tượng trước mắt này không những thật lớn mà còn gây cho mọi người cảm giác như đứng trước một cường giả cực mạnh.
Mấy trăm tấm biển màu vàng có khắc tên của phong hào đấu la xung quanh đều bị khí tức của nó trấn áp chìm vào trong yên lặng, ngủ say. Nơi này chính là điện phủ cao nhất của hồn sư. Mỗi hồn sư có thể đi vào đấu la điện quang vinh này, điều đó chứng tỏ rằng họ đã đạt tới cấp bậc phong hào đấu la. Cũng chỉ đến lúc đạt được phong hào, bọn họ mới có khả năng tiến vào nơi đây. Đấu la điện thực ra cũng không phải do võ hồn điện xây dựng nên. Theo truyền thuyết, đấu la điện xuất hiện trước khi võ hồn điện được thành lập. Mà võ hồn điện được thành lập là vì cung phụng đấu la điện, do một nhóm hồn sư cường đại sùng kính đấu la điện thành lập. Đấu la điện có một vị điện chủ, vị điện chủ này là người được tôn kính nhất tại đấu la điện. Có nhiệm vụ cung phụng tất cả các tấm biển màu vàng có khắc tên của các phong hào đấu la ở đây, cũng đồng thời chủ trì nghi thức tấn phong phong hào đấu la. Lúc này, phía trước pho tượng thật lớn ở trung tâm đấu la điện, có một người lẳng lặng quỳ ở đó. Nàng không phải là người tới đây thụ phong phong hào đấu la, cũng không phải là điện chủ đấu la điện. Nàng có một thân phận khác, chính bởi vì thân phận này, nàng mới có thể quỳ ở đây. Pho tượng thiên sứ sáu cánh trước mặt có ý nghĩa to lớn đối với nàng. Mái tóc dài gợn sóng rối tung sau lưng, vẫn quỳ trên mặt đất, hai tay để trước ngực bày ra một tư thế kỳ dị. Đầu ngón cái và đầu ngón trỏ nối vào nhau tạo thành hình tròn, sáu ngón còn lại chĩa ra hai phía, nhìn qua giống như hình dạng của thiên sứ đang giương cánh. Gương mặt xinh đẹp tràn ngập vẻ sùng kính, hai mắt khép kín. Trên người nàng có một tầng ánh sáng nhàn nhạt bao phủ. Người này chính là người bị bại dưới tay Đường Tam ở Hoàng Cung của Thiên Đấu Đế Quốc, dẫn đến kế hoạch ẩn núp hơn 10 năm thất bại. Đúng là Thiên Nhận Tuyết, con gái của giáo hoàng đời trước của Võ Hồn Điện. Nàng đã quỳ ở chỗ này suốt 108 ngày liên tiếp, không ăn không uống. Trong lòng con đã yên tĩnh lại chưa? Thanh âm bình tĩnh đầy uy nghiêm vang vọng khắp đấu la điện. Thiên Nhận Tuyết giống như một pho tượng không hề động đậy, cũng không có mở miệng. Nàng vẫn duy trì tư thế như trước, lẳng lặng quỳ ở chỗ đó. Quang mang màu vàng bắt đầu hiện ra, một thân ảnh không biết đã xuất hiện tại chỗ nàng và pho tượng từ lúc nào. Thân ảnh dần dần rõ ràng, mà quang mang màu vàng xung quanh rõ ràng càng trở nên cường thịnh hơn, càng làm nổi bật thêm vẻ mỹ lệ của pho tượng thiên sứ sáu cánh. Trên trường kiếm màu vàng thật lớn phóng ra một luồng quang diễm dài hơn trượng, làm cho nơi này tràn ngập khí tức thần thánh. Thân ảnh xuất hiện trước mặt Thiên Nhận Tuyết chính là đại cung phụng của Võ Hồn Điện, điện chủ đấu la điện, một trong ba vị phong hào đấu la đã đạt đến 99 cấp, Thiên Đạo Lưu. Con hãy mở mắt ra. Thiên Đạo Lưu đưa một ngón tay chỉ lên, trường kiếm trong tay pho tượng phía sau hắn liền phát ra kim quang từ trên giáng xuống, bao phủ toàn bộ thân thể Thiên Nhận Tuyết. Kim quang lưu chuyển, thân thể Thiên Nhận Tuyết bị quang mang bao phủ chậm rãi đứng dậy. Kim quang không có biến hóa gì, thế nhưng ở trước mặt Thiên Nhận Tuyết lại dần dần hiện ra 9 đạo quang mang màu vàng. Nhìn thấy 9 đạo quang mang này, trong mắt Thiên Đạo Lưu toát ra vài tia quang mang kỳ dị, thiên sứ chín khảo, vô số đời điện chủ đấu la điện chờ đợi chín khảo cuối cùng cũng xuất hiện. Khó khăn lắm mới mở mắt ra được, Thiên Nhận Tuyết mơ màng nhìn tổ phụ trước mặt. Trong mắt Thiên Đạo Lưu lấp lánh quang mang nhu hòa, khi ta khoảng 70 tuổi mới có phụ thân con cũng khoảng 50 tuổi mới có con. Người mà đã bao đời điện chủ đấu la điện chờ đợi chính là con. Tiểu Tuyết, Gia Gia tự hào về con. Thiên Nhận Tuyết ngơ ngác nhìn Thiên Đạo Lưu, Gia Gia, con không hiểu rõ ý của người. Có thể do quá lâu không có nói chuyện, thanh âm của nàng có chút khó khăn. Thiên Đạo Lưu thản nhiên cười, nếu như trước mặt con xuất hiện 8 đạo quang mang, như vậy con chính là điện chủ tiếp theo của đấu la điện. Thế nhưng, trước mặt con lại xuất hiện 9 đạo quang mang. Không nên hỏi vì sao, đến lúc đó ta sẽ tự động nói cho con biết. Từ giờ trở đi, trong khoảng thời gian dài sắp tới, con phải hoàn thành 9 khảo nghiệm của thiên sứ. Gia Gia sẽ luôn luôn ở bên con. Vâng, giáo hoàng điện, trong mật thất của giáo hoàng. Bỉ Bỉ Đông đang khoanh chân ngồi ngay ngắn tu luyện chậm rãi mở hai mắt. Nếu như lúc này có người ở trước mặt nàng, nhất định sẽ giật mình khi phát hiện hai mắt của nàng đỏ như máu, máu tươi trong mắt dường như có thể chảy ra bất kỳ lúc nào. Ở mỗi ngón tay trên hai bàn tay của nàng đều có một cái móng tay đen kịt dài khoảng 5 tấc, đối lập với màu da trắng như tuyết của nàng. Gương mặt vốn rất đẹp đẽ, cao quý của nàng, lúc này nhìn qua lại tràn ngập vẻ kinh khủng, thậm chí còn có những vết máu. Sau lưng nàng có một hư ảnh màu đen không thể nhìn rõ. Mở hai mắt, Bỉ Bỉ Đông hít sâu một hơi, một tầng quang mang màu tím đen bắt đầu chuyển động,
biến hóa trên người nàng dần dần tiêu thất, khôi phục diện mạo vốn có. Chỉ là nhìn qua sắc mặt có chút tái nhợt. Thiên đạo lưu, ngươi rất thông minh. Vì không để cho ta thôn phệ hậu duệ của bộ tộc thiên sứ của các ngươi, ngươi lại lựa chọn nữ nhi của ta. Âm thanh của khí bạo liên tiếp vang lên xung quanh thân thể Bỉ Bỉ Đông. Người nhẹ nhàng đứng lên, kim quang lóe ra, trường bào của giáo hoàng đã bao phủ thân thể Bỉ Bỉ Đông. Nhìn qua, nàng đã trở lại hình dáng cao quý của giáo hoàng đại nhân đầy quả quyết. Cho dù ngươi nhường vị trí của ngươi lại cho tiểu tuyết thừa kế thì đã sao chứ? Một ngày nào đó, ta sẽ hủy đi căn cơ thiên sứ của các ngươi. Thiên đạo lưu, ngươi vẫn còn xem thường ta. Từ lúc ta thôn phệ thân thể cùng linh hồn của nhi tử ngươi, sau đó cải biến phương pháp tu luyện tiến nhập La Sát bí cảnh, ngươi cũng đã không thể nhìn thấu ta nữa. Chỉ còn một bước nữa, ta sẽ hoàn thành mục tiêu mà kiếp này ngươi không có cách nào hoàn thành. Tối đa là khoảng 10 năm nữa ta sẽ đột phá, tới lúc đó thì không ai có thể ngăn trở ta làm chuyện gì mà ta muốn nữa. Con của ngươi hủy hoại ta, ta sẽ hủy hoại tất cả mọi thứ của bộ tộc thiên sứ các ngươi. Ha ha, ha 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 ha. Tiếng cười kinh khủng đầy kích động vang lên trong mật thất giống như tiếng quạ kêu. Hư ảnh màu đen đã biến mất lúc nãy lại một lần nữa lúc ẩn lúc hiện sau lưng Bỉ Bỉ Đông. Một tháng sau, tê lạp một tiếng vang lên, cơ thể bành trướng làm hỏng cả vạt áo, đái mộc bạch gầm lên một tiếng, bay lên trời. Thân thể cường tráng vô cùng, không gì có thể so sánh được. Dưới sự tác dụng của lực đàn hồi thật lớn của hải thần ánh sáng, thân thể phóng lên cao. Thế nhưng, hiện tại hắn cũng không giống như trước kia bị hải thần ánh sáng làm cho thân thể bắn ngược lên không trung không thể khống chế nữa. Thân thể đái mộc bạch ở giữa không trung xoay tròn hai vòng, kim quang thoáng hiện, thong dong rơi xuống đất. Một tháng thời gian trôi qua, Sử Lai Khắc Thất Quái cũng đã ở chỗ này tu luyện suốt một tháng. Nhưng chỉ trong một tháng này, lại làm cho đám người bọn họ có cảm giác như đã trải qua được mấy đời. Lúc này, địa điểm tu luyện của bọn họ chính là bậc thứ 10 của cầu thang đi lên Hải Thần Điện. Ở vị trí có áp lực từ bốn phương tám hướng đó tiến hành tu luyện. Sau một tháng này, Hải Thần Ánh Sáng đối bọn họ mà nói tuy rằng vẫn còn có áp lực, nhưng cũng đã biến thành một loại hưởng thụ lớn nhất. Thử hỏi, sau khi kết thúc một ngày tu luyện, đều cảm giác được hồn lực của bản thân rõ ràng tăng lên thật lớn, coi như khả năng thừa nhận áp lực cũng tăng lên. Cảm giác bản thân tiến bộ cùng tràn ngập lực lượng, đó không phải là một loại hưởng thụ ư. Ngoại trừ Đường Tam, Mã Hồng Tuấn và Tiểu Vũ không thể tu luyện ra, những người còn lại hồn lực hầu như đều tăng lên một cấp. Trong đó, kể cả Bạch Trầm Hương cũng tăng thêm một cấp. Hiện tại nàng đã đạt đến 48 cấp. Tu luyện trong Hải Thần Ánh Sáng đạt được thành quả thật là lớn. Áp lực cực lớn trở thành chất xúc tác tu luyện tốt nhất. Ở trong Hải Thần Ánh Sáng, cho dù là lúc ngủ hồn lực trong cơ thể cũng sẽ tự động vận chuyển. Huống chi Sử Lai Khắc Thất Quái làm sao có thể lãng phí thời gian tốt như thế được. Nỗ lực khắc khổ một tháng, không ngừng tiến bộ mang đến cảm giác sung sướng đầy kích thích, không ai kêu khổ. Bằng vào nghị lực cứng cỏi, thực lực của bọn họ vững chắc đề thăng. Hơn nữa, hiện tại bọn họ đã dần dần thích ứng với áp lực do Hải Thần Ánh Sáng mang đến. Có thể leo lên các bậc thang một cách liên tục. Hiện tại, đái mộc bạch bằng vào lực lượng của chính mình đã có thể leo lên đến bậc thang thứ 60. Đường Tam dưới tình huống toàn lực ứng phó cũng đã leo lên tiếp cận bậc thang thứ 80. Đối với bọn họ, vui sướng nhất chính là leo qua bậc thang, thân thể đạt cực hạn, sau đó lui lại tiến hành tu luyện. Tuy mỗi ngày tối đa chỉ có thể leo 3 lần, nhưng 3 lần cũng mang đến kết quả hồn lực tiến triển rất lớn. Bằng không, chỉ trong vòng 1 tháng cũng sẽ không đạt được hiệu quả lớn đến như vậy. Tu luyện trong Hải Thần Ánh Sáng, phảng phất làm cho Sử Lai Khắc Thất Quái nhớ lại thời kỳ tốc độ tu luyện tăng cực nhanh tại Sử Lai Khắc Học Viện. Dựa theo tốc độ tu luyện hiện tại, khảo nghiệm trong vòng 1 năm ở đây, trình độ mỗi người chí ít có thể đề thăng 6 hoặc 7 cấp, thậm chí nhiều hơn. Nếu đổi lại tu luyện bình thường, đối với cấp bậc hiện tại của bọn họ, ít nhất phải tốn thời gian gấp 3 lần mới đạt được thành tích như thế này. Đường Tam là người tu luyện khắc khổ nhất, bởi vì hắn có động lực mà những người khác đều không có. Cũng không phải vì chín khảo hạch của Hải Thần, mà là vì Tiểu Vũ. Để Tiểu Vũ nhanh được sống lại, hắn không hề cho bản thân chút thời gian nghỉ ngơi nào. Mỗi ngày ngoài thời gian ăn uống cùng vệ sinh thân thể, thời gian còn lại phần lớn dùng để tu luyện, không hề ngủ nghỉ, để gia tăng hồn lực. Tuy rằng trong tháng thứ nhất này hồn lực của hắn chưa thể đột phá đến 69 cấp,
Nhưng với nỗ lực cùng với việc kỳ kinh bát mạch của hắn đã được đả thông thì hồn lực của hắn cũng đã đạt đến bình cảnh, tối đa là trong vòng 5 ngày nữa nhất định sẽ đột phá. Một năm, Hải Thần Ánh Sáng cho bọn hắn một năm thời gian, bọn hắn có thể đề thăng được bao nhiêu, còn tùy theo nỗ lực của bọn hắn đến mức nào. Nếu không đem cơ hội trong một năm này đạt đến trình độ tốt nhất, không phải là đã phụ lòng Hải Thần Đại Nhân an bài hay sao? Sáng sớm mỗi ngày, đều có Hải Hồn Sư đem thức ăn tới, sau đó lặng lẽ rời đi, cũng không có ai xuất hiện quấy rối bọn họ. Có thể nói, trong một tháng vừa qua, Sử Lai Khắc Thất Quái và Bạch Trầm Hương đều đã dùng mồ hôi của bọn họ nhuộm đẫm 50 bậc thang. Ngoại trừ Bạch Trầm Hương chỉ có thể miễn cưỡng leo đến bậc thang thứ 19 ra, Sử Lai Khắc Thất Quái lúc này đều có thể leo qua bậc thang 50. Trong đó, người tiến bộ rõ ràng nhất ngược lại chính là người có thân thể kém cỏi nhất chữ Vinh Vinh. Dưới áp lực của Hải Thần Ánh Sáng, khả năng chống đỡ với áp lực của thân thể nàng tăng lên thật lớn theo từng ngày. Hiện tại, sau khi nàng phóng xuất võ hồn, có thể thấy xung quanh nàng bao phủ một tầng quang mang rất dày. Bọn họ điên cuồng tu luyện, thời gian cứ thế trôi qua. Qua 2 tháng, Bạch Trầm Hương rốt cục thành công đột phá 50 cấp. Tuy rằng nàng không có đạt được thần ban cho hồn hoàn, nhưng Đường Tam nói với nàng, tiếp tục duy trì tu luyện liên tục thì sau khi đạt được hồn hoàn, hiệu quả tu luyện hồn lực cũng sẽ được thể hiện ra. Không cần nóng lòng thu hồn hoàn, chỉ cần nỗ lực tu luyện hồn lực là được. Mà đến ngày cuối cùng của tháng thứ 3 bọn họ tu luyện ở đây, Đường Tam đang ngồi ngay ngắn tu luyện trên bậc thang thứ 20 bỗng nhiên mở hai mắt. Quang mang màu vàng lam bao quanh thân thể hắn cùng với Hải Thần Ánh Sáng giao hòa với nhau tạo nên quang mang cực thịnh, khí tức cường đại không gì sánh kịp làm những người khác đang tu luyện giật mình tỉnh dậy. Khi ánh mắt mọi người nhìn đến trên người Đường Tam, bọn họ giật mình phát hiện toàn thân Đường Tam phảng phất phát ra quang thải đặc thù. Hơn 10 căn lam ngân hoàng giống như được tạo thành từ thủy tinh từ dưới người hắn tràn ra, sắp thành hình xoắn ốc chỉnh tề. Tại xung quanh thân thể Đường Tam, quang mang lam kim lưỡng sắc hình thành nên một cỗ quang vụ, chậm rãi bay lên không trung, mà da rẻ Đường Tam cũng hoàn toàn biến thành lam kim sắc. Tiểu Tam, ngươi! Đái Mộc Bạch trợn to mắt nhìn Đường Tam. Đường Tam không trả lời, nhưng quang mang trên người phát ra càng thêm chói mắt. Phịch một tiếng nhẹ vang lên, dưới lực đàn hồi của Hải Thần Ánh Sáng, cả người bay lên không trung. Trong sát na, ngàn vạn lam ngân hoàng chợt từ trên người hắn phóng xuất ra giống như là từng đạo tia sáng lam kim sắc lấy Đường Tam là nơi khởi điểm, phóng xuất ra quang thải lóa mắt như mặt trời. 3 tháng tại Hải Thần Ánh Sáng tu luyện liên miên không dứt rốt cuộc đạt được điều mà Đường Tam mong muốn nhất, đúng vậy. Hắn đột phá, hắn cuối cùng cũng đã đột phá bình cảnh quan trọng nhất trong cuộc đời một hồn sư. Lượng tăng đến cực hạn làm thay đổi về chất, 6 hồn hoàn không thể đáp ứng được sự phóng thích hồn lực của Đường Tam, hắn rốt cuộc đột phá bình cảnh 70 cấp, đạt được đỉnh kế tiếp. Ngẩng đầu lên, dấu vết tam xoa kích màu xám kim trên trán chợt lóe sáng, mỗi một căn lam ngân hoàng phóng xuất ra dài chừng 100 mét đang vũ động trên không trung. Ánh, dương quang chiếu xạ, lệnh chúng bảo vệ xung quanh lam ngân đế hoàng. Trong nháy mắt này, trên người Đường Tam phóng xuất ra 6 hồn hoàn đều biến thành lam kim sắc, dao động kịch liệt. Phảng phất như được hô hào, trên núi Hải Thần, tất cả thực vật dưới sự bảo vệ của Hải Thần Ánh Sáng bắt đầu lắc lư đứng lên. Nhất là cây cỏ lam ngân trên mặt đất, mỗi một cây đều lộ ra quang thải lam kim sắc, tựa hồ chúng hướng về đế hoàng của chúng để cúi chào. Dường như được dấu vết hoàng kim tam xoa kích triệu hoán, một thân ảnh giống như đám mây màu hồng không hề báo trước lặng yên xuất hiện trước mặt mọi người. Hải Thần Đấu La Ba Tái Tây, nàng lẳng lặng xuất hiện giữa không trung, cước đạp hư không, trên người không hề thả ra một tia hồn lực nào. Nhìn thấy Đường Tam đang phóng xuất ra vô số lam ngân hoàng, dung nhan cao quý của nàng toát ra dáng vẻ vui mừng mang theo một nụ cười. Tay vung lên, một viên hạt châu kim sắc trực tiếp bay về phía hoàng kim tam xoa kích trên trán Đường Tam. Giống như một trận xúc động, trong nháy mắt khi hạt châu kim sắc rơi vào dấu vết tam xoa kích trên trán Đường Tam, toàn thân hắn đang phóng xuất lam ngân hoàng liền quay ngược lại, hóa thành từng đạo kim quang quay về cơ thể Đường Tam. Mà Đường Tam cứ như thế ở trong không trung khoanh chân ngồi xuống, thân thể chậm rãi hạ xuống, rơi trên mặt đất. Ca một tiếng vang lên, kim châu nghiền nát, kim sắc dày đặc lan tràn trên toàn thân Đường Tam đến khắp mọi ngõ ngách, bao phủ thân thể hắn. Chỉ có dấu vết tam xoa kích trên trán hắn quang mang phóng ra, vẫn rõ ràng như trước. Ngay khi kim châu bị nghiền nát đồng thời, một xanh một trắng 2 vòng quang vựng đồng thời từ trên thân Đường Tam phóng xuất ra.
hai vòng ánh sáng ở dưới thân hắn khuếch tán ra đường kính khoảng 1 mét rồi đình chỉ, sau đó tiếp tục mở rộng ra. Hơi thở tràn ngập sức sống cùng với sát khí cực mạnh trong nháy mắt tràn ra, giống như trong lúc hắn tắm trong hải thần ánh sáng leo lên các bậc thang. Đường Tam trực tiếp phóng xuất ra hai đại lĩnh vực Lam Ngân cùng sát thần. Hắn muốn mình đạt trạng thái tốt nhất trước khi tiếp nhận khảo nghiệm của khỏa hồn Hoàn Chi Châu thần ban cho. Trên thế giới này, hồn thú số lượng đông đảo, hơn nữa đại bộ phận đều hung ác hay đả thương người. Tuy rằng hồn sư liệp sát hồn thú làm cho số lượng hồn thú đẳng cấp cao giảm bớt, nhưng nếu như không săn giết chúng, khi hồn thú có số lượng đạt đến trình độ nhất định, sẽ xuất hiện tình huống hồn thú rời khỏi lãnh địa của bọn chúng, công kích loài người. Bởi vậy, hồn sư cùng hồn thú chính là hai lực lượng duy trì sự cân bằng của đại lục. Mặc dù hồn thú số lượng rất nhiều, nhưng có thể trở thành cường giả cao nhất 10 vạn năm hồn thú trong vô số vạn năm hồn thú cũng là cực hiếm. Vận khí Đường Tam cũng coi như là tốt, nhưng hắn cũng chỉ nhìn thấy 4 hồn thú 10 vạn năm bao gồm cả Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, Đại Minh, Nhị Minh và Thâm Hải Ma Kình Từng khiến cho hắn hiểm tử hoàn sinh, mà mẫu thân hắn cùng với mẫu thân Tiểu Vũ đã bị võ hồn điện hãm hại chết từ lâu. Lần trước khi Mã Hồng Tuấn được thần ban cho hồn hoàn, Đường Tam cũng đã đặt ra mục tiêu cho mình. Tiểu Vũ để lại cho hắn 10 vạn năm hồn hoàn có thể nói có chút ngoài ý muốn. Nhưng thần ban cho hồn hoàn thực sự hắn có thể nắm giữ. Hắn từ lâu quyết định khi mình đột phá 70 cấp, được thần ban cho hồn hoàn, mục tiêu tự chỉ có một. Dùng lực lượng của bản thân để thu được một hồn hoàn 10 vạn năm. Hồn thú 10 vạn năm số lượng thực sự rất thưa thớt, hơn nữa chúng cũng rất cường đại. Muốn qua việc liệp sát hồn thú để thu được 10 vạn năm hồn hoàn khó như lên trời. Mà thần ban cho hồn hoàn trước mắt đối với Đường Tam mà nói chính là cơ duyên tuyệt hảo. Một gã hồn sư nếu như có thể có nhiều hồn hoàn 10 vạn năm, như vậy, không thể nghi ngờ làm cho thực lực của hắn so với hồn sư đồng cấp bậc tăng lên rất nhiều. Nhất là, Đường Tam trước mắt sẽ thu được hồn hoàn thứ 7. Đối với hồn sư, bình thường mà nói, hồn hoàn thứ 7 đều là nhảy vọt về chất. Thu được hồn hoàn thứ 7 là có thể phóng xuất ra võ hồn chân thân, phát huy ra lực lượng cường hãn nhất của võ hồn bản thân. Mà đối với Đường Tam, hồn hoàn thứ 7 này có ý nghĩa rất to lớn. Bởi vì, hắn còn có hai đại lĩnh vực tồn tại. Cùng đánh với Thiên Nhận Tuyết một trận, Đường Tam hiểu được rằng hồn hoàn thứ 7 đối với lĩnh vực có tầm quan trọng rất lớn. Chỉ có sau khi đạt được võ hồn chân thân, năng lực của thiên phú lĩnh vực mới có thể chân chính phát huy. Mà phẩm chất của hồn hoàn thứ 7 hiển nhiên cũng ảnh hưởng rất lớn đến uy năng của thiên phú lĩnh vực. Chính bởi vì có dự định sớm như vậy, cho nên khi hắn đột phá bình cảnh 70 cấp, đồng thời hải thần đấu La Ba Tái Tây đúng lúc xuất hiện, đem Kim Châu thần ban cho hồn hoàn đến trên người hắn. Đường Tam trước tiên dùng ra toàn lực bản thân. Đối với hắn, khảo nghiệm thần ban cho hồn hoàn trước mắt so với khảo nghiệm thứ nhất của hải thần là phải xuyên qua hai lần hải thần ánh sáng còn gian nan hơn nhiều. Hai đại lĩnh vực xuất hiện, quang mang kim sắc quay xung quanh trên người Đường Tam nhất thời trở nên càng dày đặc hơn. Trong nháy mắt, kim sắc quang mang bành trướng, đem cả phạm vi của cả hai đại lĩnh vực toàn bộ bao quát trong đó. Trong vũ khí màu vàng, mơ hồ có thể nhìn thấy một sợi tơ màu vàng bắt đầu quay quanh thân thể Đường Tam không ngừng dồn nén. Thấy một màn như vậy, Sử Lai Khắc Thất Quái phần lớn mọi người không cảm giác được, nhưng Mã Hồng Tuấn đã tiếp thụ khảo nghiệm thần ban cho hồn hoàn thì hít một ngụm lương khí. Bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện lúc này Đường Tam khởi điểm tiếp thụ khảo nghiệm thần ban cho hồn hoàn chính là tương đương với lúc kết thúc của hắn trong lần thu được hồn hoàn thứ 6. Hắn vận dụng toàn lực kiên trì đến, cùng thì mới xuất hiện một sợi tơ màu vàng. Đến cuối cùng hồn hoàn hắn thu được tương đương với hồn thú 4 vạn năm. Khởi điểm của Đường Tam lại là tại khi hắn kết thúc thì hồn hoàn đạt đến trình độ nào đây? Sử Lai Khắc Thất Quái ở tại nơi này, lần đầu tiên chủ động nghỉ ngơi. Đường Tam là một người cực mạnh trong thất quái bọn họ, cũng là hạch tâm của bọn hắn. Trước mắt Đường Tam thu đệ thất hồn hoàn, làm sao bọn họ không quan tâm được? Ngoài việc quan tâm đến an nguy của Đường Tam ra, trừ Mã Hồng Tuấn đã được thần ban cho hồn hoàn và Tiểu Vũ vô pháp tu luyện. Bốn người còn lại xem Đường Tam đối mặt với khảo nghiệm như thế nào, bởi vì thần cũng sẽ ban cho bọn họ hồn hoàn, quan trọng nhất là đệ thất hồn hoàn võ hồn chân thân. Lúc này, quá trình hấp thu của Đường Tam sẽ trở thành kinh nghiệm hấp thu sau này của bọn họ. Sử Lai Khắc Thất Quái tại Hải Thần Ánh Sáng tu luyện trong một năm, mục tiêu là trùng kích 70 cấp. Chỉ khi có được võ hồn chân thân của chính mình,
Trong lúc đối mặt với khó khăn của các khảo nghiệm phía sau thì bọn họ mới nắm chắc thành công hơn. Đường Tam sắc mặt rất bình tĩnh, sau khi sợi tơ màu vàng xuất hiện, phía sau lưng hắn hở ra, chủ động phóng xuất ra bát chu mâu của mình. Đồng thời, cánh tay phải, đùi phải cùng với đầu hồn cốt đều phóng xuất ra quang mang nhàn nhạt, qua hồn lực kích thích, tứ đại hồn cốt đồng thời phát huy ra tác dụng. Đường Tam làm như vậy đương nhiên là có mục đích, phóng xuất ra toàn bộ lực lượng không giữ lại một chút nào, không cần phải dưới sự áp bách của việc thần ban cho hồn hoàn từng bước phóng xuất ra. Như vậy sẽ làm cho hắn tiêu hao càng nhiều hồn lực hơn trong giai đoạn đó, thân thể cũng chịu càng nhiều thống khổ hơn. Vừa mới bắt đầu đã phóng xuất ra toàn bộ lực lượng thì khởi điểm của việc thần ban cho hồn hoàn cũng sẽ càng cao. Trực tiếp chịu khảo nghiệm ở mức độ cao như vậy, thời gian Đường Tam hoàn thành khảo nghiệm lại càng ngắn hơn. Thời gian chịu thống khổ cũng sẽ giảm bớt đi. Quả nhiên, sau khi hắn phóng xuất ra năng lực của tứ đại hồn cốt thì vũ khí màu vàng quay xung quanh thân thể hắn cũng biến đổi. Lúc trước, chỉ có 1/10 kim quang biến thành sợi tơ, mà lúc này đây, vũ khí biến mất, toàn bộ kim quang biến thành một vòng tơ màu vàng. Giống như là trong biên chế chức giống nhau, quay xung quanh thân thể Đường Tam không ngừng qua lại như thoi đưa. Song song với tơ vàng không ngừng qua lại như thoi đưa này, trên mặt Đường Tam bắt đầu xuất hiện ba động rất nhỏ. Hồn lực trong cơ thể không hề giữ lại phóng xuất hết ra. Tinh thần ngưng tụ chi trí tuệ hồn cốt làm toàn bộ tinh thần lực của Đường Tam ngưng tụ tại trong óc, tinh thần lực trước nay chưa từng ngưng tụ lại một chỗ, như vậy làm hắn càng thêm kiên nhẫn. Năng lực chữa trị của Lam Ngân Hoàng đùi phải hồn cốt cũng mở ra, tại thần ban cho hồn hoàn mang đến áp lực thật lớn, cho dù thân thể Đường Tam bắt đầu xuất hiện tổn hại nó cũng có thể kịp thời chữa trị. Tuy hồn cốt của Tiểu Vũ vô địch kim thân còn không có xuất hiện, thế nhưng nó là hồn cốt 10 vạn năm, cùng với bát chu mâu đối với tăng phúc thuộc tính cho thân thể Đường Tam lại cực kỳ kinh khủng. Ngay dưới sự tác dụng của tứ đại hồn cốt, không ngừng chống cự lại áp lực đến từ thần ban cho hồn hoàn. Thời gian cứ thế trôi qua, trong chớp mắt, đã qua nửa canh giờ. Trên trán Đường Tam xuất hiện một tầng mồ hôi hột, mọi người đều kinh ngạc vì mồ hôi hột này lại là màu vàng. Lúc này, năng lượng màu vàng xung quanh thân thể Đường Tam lại xuất hiện biến hóa. Từng đạo sợi tơ màu vàng bắt đầu ngưng tụ lại một chỗ, biến thành một vòng tròn màu vàng, vòng tròn từ một hóa thành chín. Đầu tiên chúng tại xung quanh thân thể Đường Tam mở rộng ra, sau đó lại co rút lại, đánh mạnh lên trên người Đường Tam, tuần hoàn qua lại. Mỗi một lần vòng tròn màu vàng đánh lên thân thể Đường Tam đều làm cho thân thể Đường Tam run lên một trận, mồ hôi trên trán càng nhiều hơn. Từ phía sau lưng hắn có thể nhìn thấy bát chu mâu đỏ như máu không ngừng run rẩy. Lúc này Đường Tam chịu thống khổ thật là lớn. 10 vạn năm hồn hoàn, phải là cường giả cấp bậc hồn đấu la lúc tấn chức phong hào đấu la thì mới có thể thừa nhận. Mà Đường Tam hiện tại lại chỉ là hồn đế để thăng lên hồn thánh mà thôi. Thế nhưng, là đệ nhất thiên tài của Sử Lai Khắc học viện, đã từng dẫn dắt Sử Lai Khắc thất quái khuất nhục một đời hoàng kim của võ hồn điện. Đạt được quán quân trong đại hội toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh, là linh hồn của đội. Hắn sao có thể là người bình thường được? Hắn có hồn cốt mà hồn sư phổ thông không có, lại từng được một hồn thú 10 vạn năm hiến tế, rồi dùng qua 3 đại tiên phẩm dược thảo, lại còn ở trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn rèn luyện thân thể. Xét ở cấp độ thân thể, hắn thậm chí đã vượt qua cấp độ phong hào đấu la. Mặc dù hồn lực còn kém xa, thế nhưng, dưới nhiều nhân tố tác động, hắn thực sự có tư cách tiếp nhận 10 vạn năm hồn hoàn. Điều quan trọng là quyết tâm cùng nghị lực của hắn đạt đến mức độ nào. Quyết tâm cùng nghị lực Đường Tam đến mức độ nào. Ngay chính bản thân hắn cũng không biết được, trong đầu một mảnh thanh tĩnh, chỉ tồn tại hai từ. Hai từ làm cho hắn đạt được quyết tâm và nghị lực lớn nhất, Tiểu Vũ. Chính là hai từ này Tiểu Vũ, đại biểu cho tên của người yêu của hắn, cũng đại biểu cho tất cả những gì mà hiện tại Đường Tam có khả năng nghĩ đến. Chỉ bằng hai chữ Tiểu Vũ này, hắn bài trừ tất cả tạp niệm trong nội tâm. Giống như là thống khổ kịch liệt không ngừng gia tăng kia dường như không phải là rơi vào trên người hắn. Dưới loại tâm tình đặc thù này, một lần rồi lại một lần trùng kích khiến cho thân thể Đường Tam dần dần đến gần biên giới tan vỡ, nhưng lại không hề dao động được một chút tín niệm nào của hắn. Để cứu được Tiểu Vũ, nhất định phải kiên trì đến cùng. Máu tươi bắt đầu từ da Đường Tam tràn ra, so với máu Mã Hồng Tuấn tràn ra không giống nhau. Máu trong cơ thể Đường Tam chảy ra không ngừng nhiễm đỏ cả y phục hắn, cũng nhiễm đỏ cả đất dưới chân hắn. Thậm chí ngay cả thất khiếu cũng có máu chảy ra.
thân thể Đường Tam rung động kịch liệt, tùy thời đều có thể ngã xuống. Nhưng tín niệm hắn không có nửa phần thả lỏng. Chỉ cần còn tín niệm, khảo nghiệm thần ban cho hồn hoàn sẽ không đình chỉ. Tam ca. Chữ Vinh Vinh nhịn không được kêu lên, nước mắt không khống chế được tự nhiên chảy ra. Dưới sự xúc động kịch liệt của nội tâm, nàng đã muốn xông lên để ngăn cản không cho Đường Tam tiếp tục nữa. Không chỉ có nàng khóc, Chu Trúc Thanh và Bạch Trầm Hương cũng đã khóc không thành tiếng. Bạch Trầm Hương tâm trí tương đối yếu đuối đã nằm trong lồng ngực Mã Hồng Tuấn không dám nhìn nữa. Áo Tư Tạp kiên định nắm được hai vai chữ Vinh Vinh, không cho nàng lao ra. Hắn còn nói một câu, tin tưởng Tiểu Tam. Lúc này, trong giọng nói Áo Tư Tạp đã không có nửa phần cười đùa thường ngày. Hắn cũng nhìn ra được, Đường Tam lúc này có bao nhiêu nguy hiểm. Trong hổ mâu của Đái Mộc Bạch lúc này tràn ngập sự kính nể. Làm lão đại của Sử Lai Khắc Thất Quái, ở trong lòng hắn kỳ thực vẫn có một sự ganh đua, bởi vì tính cách của hắn không muốn vĩnh viễn thua kém Đường Tam. Cho nên, hắn một mực nỗ lực tu luyện, tranh thủ sẽ có một ngày có thể vượt qua Đường Tam, một lần nữa trở thành người mạnh nhất trong Sử Lai Khắc Thất Quái. Trong giờ này khắc này, nhìn Đường Tam bị tiên huyết nhiễm hồng hoàn toàn thân thể, Đái Mộc Bạch biết, cho dù cuối cùng chính mình nỗ lực suốt đời, cũng không có khả năng vượt qua Đường Tam. Thực lực Đường Tam có được cũng không phải do may mắn, mà là do hắn nỗ lực hết sức mình. Ở đằng sau thực lực cường đại đó, hắn đã phải bỏ ra rất nhiều mồ hôi và máu, trải qua vô số thống khổ để tu luyện nên. Sử Lai Khắc Thất Quái cũng không có ai là không có thiên phú chiếm 1% trong 100% thành công. Nhưng có thể nói trong bọn họ, người nào mỗi ngày đều nỗ lực cố gắng tu luyện để lấp đầy 99% còn lại, chỉ có duy nhất Đường Tam. Chính vì có được đầy đủ 100% đó mới có thể khiến cho Đường Tam cường đại như ngày hôm nay, cường đại hơn những người cùng lứa tuổi. Nếu như để cho lục quái còn lại đánh giá hắn, như vậy lúc này bọn họ cũng chỉ có khả năng nghĩ đến hai từ, hoàn mỹ. Đường Tam xứng đáng được nhận hai từ hoàn mỹ. Hải thần đấu la Ba Tái Tây lúc này đã cau mày, tay nàng chí ít đã giơ lên 3 lần, nhưng lại 3 lần hạ xuống. Làm đại cung phụng trên hải thần đảo, làm người hầu trung thành của hải thần, cũng là người hầu cường đại nhất. Nàng đã hơn 50 năm không có xuất hiện tâm tình do dự như vậy. Nàng chính là người điều khiển việc. Thần ban cho hồn hoàn, nàng cũng rất rõ ràng tình trạng thân thể Đường Tam lúc này. Cũng có thể cảm thụ được thân thể Đường Tam đang không ngừng tan vỡ. Mỗi một lần, khi nàng cảm giác được thân thể Đường Tam kiên trì không được, lúc muốn ngăn cản hắn thì nàng lại phát hiện. Chấp nhất tín niệm không gì sánh kịp của Đường Tam dường như tản mát ra một loại lực lượng đặc thù, mạnh mẽ hỗ trợ thân thể hắn kiên trì tới cùng. Lúc sau, lại một lần đối mặt tan vỡ cùng lại một lần kiên trì xuống tới. Cho dù Ba Tái Tây là người tồn tại trong giới hồn sư lâu như vậy, hiện tại cũng không có cách nào giải thích được là đến tột cùng Đường Tam dùng lực lượng gì để chống đỡ. Đúng vậy, hắn là người hải thần lựa chọn giao cho 9 khảo nghiệm. Đúng vậy. Cũng chỉ có nhân tài mà hải thần đại nhân tự mình lựa chọn mới có được nghị lực như vậy. Không nói lúc mình bằng tuổi của hắn, Ba Tái Tây tự hỏi, cho dù là hiện tại, chính mình cũng tuyệt đối không có được nghị lực bất khuất như Đường Tam. Chấp nhất kiên trì, cuối cùng sẽ là thành công lớn nhất. Cuối cùng, lúc Ba Tái Tây lần thứ tư nhịn không được giơ tay lên, chuẩn bị ngừng lại khảo nghiệm thần ban cho hồn hoàn, trong chớp mắt, máu trên người Đường Tam phun ra tung tóe. Tan vỡ rồi sao? Ba Tái Tây cực kỳ hoảng sợ. Thế nhưng, tay nàng đưa lên vẫn còn dừng lại giữa không trung. Bởi vì, máu tươi phun ra tung tóe trong chớp mắt đã nhiễm đỏ 9 vòng tròn màu vàng đang không ngừng đánh vào thân thể Đường Tam. Sau một khắc, chúng nó đã hoàn toàn biến thành màu hồng. Cuối cùng, hóa thành một vòng tròn màu hồng thật lớn hiện quanh người Đường Tam. Mà giờ này khắc này, cuối cùng tinh thần của Đường Tam chỉ có một loại cảm thụ, thân thể bản thân bị nghiền nát, biến thành bụi phấn phiêu đãng trong không khí. Nhưng cảm giác nghiền nát này lại gây cho hắn cảm giác sung sướng từ trước nay chưa từng có. Sau một khắc, hắn chỉ có thể cảm giác được chính là một mảnh màu hồng, dường như cả người mình đã chìm đắm trong thế giới màu hồng. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục của tác giả Đường Gia Tam Thiếu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 403, 10 vạn năm, hồn hoàn thứ 7 của Đường Tam. Ba Tái Tây gian nan thu hồi tay phải, trong tâm của nàng, một sự kích động không thể khống chế nổi. Hồi lâu sau, nhìn về phía Hải Thần Điện cao vút trên đỉnh Hải Thần Sơn, nàng dụng một loại thanh âm kỳ lạ lẩm bẩm,
hắn, thành công. Tử sắc nhân ảnh bay lên thiên không, ai cũng không nhìn thấy lúc này ba tái tây trong khóe mắt rơi ra một giọt nước mắt trong suốt như trân châu. Sử lai khắc thất quái không có làm kinh động Đường Tam vẫn khoanh chân ngồi tại chỗ cũ không nhúc nhích. Phảng phất biến thành một bức tượng đá. Nhìn hắn lúc này, toàn thân đã bị huyết sắc bao quanh, cả người giống như một pho tượng màu đỏ. Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh, Chữ Vinh Vinh, ánh mắt năm người bọn họ giờ này tỏa sáng. Quá trình Đường Tam thừa nhận hồn hoàn thần ban làm ảnh hưởng đến mỗi người bọn họ. Thậm chí không có người nào lên tiếng. Chữ Vinh Vinh kéo Tiểu Vũ, sáu người đồng thời leo lên bậc thang Hải Thần Điện. Trực tiếp leo đến bậc 25 rồi ngồi xuống. Đường Tam đã đột phá cực hạn, còn cực hạn của bọn họ ở nơi nào đây? Cho dù là Bạch Trầm Hương cũng trực tiếp leo lên bậc thang thứ 10 rồi mới ngồi xuống. Dưới chân thần sơn, hết thảy lại khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Sáu người cố gắng tu luyện, Tiểu Vũ bị động thừa nhận áp lực, Đường Tam vẫn không nhúc nhích như đã hóa thành pho tượng huyết sắc. Trong suốt 100 ngày Đường Tam vẫn ngồi tại chỗ, hắn thủy chung không hề nhúc nhích. Trên người, màu máu đỏ lúc trước bây giờ biến thành màu đen, kết thành một tầng vảy cứng khô kết bên ngoài da tay. Nếu không phải còn cảm giác được nhịp tim đập yếu ớt của hắn cùng với câu nói trước kia của Hải Thần Đấu La Ba Tái Tây, sợ rằng tất cả mọi người sẽ tưởng là Đường Tam đã biến thành pho tượng. 100 ngày, trong 100 ngày không hề nhúc nhích. Ngày cuối cùng cũng đã tới, một thanh âm xé rách làm mọi người đang tu luyện bừng tỉnh. Từng đường vết nứt bắt đầu xuất hiện ở lớp vảy cứng kết khô trên người Đường Tam, âm thanh theo đường nứt từ đó phát ra. Bảy đạo thân ảnh đứng bật dậy, giờ phút này, bọn họ cũng không thèm tu luyện nữa, trong thời gian trăm ngày qua, chờ đợi của bọn họ cuối cùng cũng có động tĩnh. Âm thanh tiếng nứt càng lúc càng dày đặc, dần dần, một khối vảy cứng khô kết bắt đầu chóc ra, lộ ra bên trong da thịt màu lam kim sắc. Mọi người thoáng giật mình, trong quá trình bong chóc ra, cũng làm cho tóc Đường Tam chóc ra theo, tóc cùng vảy khô kết thành một khối cùng bong chóc ra. Ân, một tiếng hô nhẹ vang lên, da thịt Đường Tam lộ ra nổi lên một tầng kim sắc lam quang, ngay sau đó, kim sắc lam quang càng ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Quang mang khuếch tán ra bên ngoài, mỗi một đạo kim sắc lam quang tựa hồ như đang thanh trừ những thứ dơ bẩn trên người. Ba một tiếng, trong một sát na, thời gian phảng phất như dừng lại. Uế vật trên người Đường Tam trong nháy mắt toàn bộ bắn ra, lộ ra vóc người hoàn mỹ của hắn. Quang mang màu lam kim mãnh liệt phảng phất làm hắn biến thành một mặt trời, đủ sánh cùng với mặt trời chói chang đang chiếu ở trên cao. Quang mang chói mắt phát ra năng lượng ba động, mọi người đều lui về phía sau. Trong kim sắc lam quang, thân ảnh đang ngồi chậm rãi đứng lên, hai tay giang ra hai bên. Chỉ nghe một loạt âm thanh vang từ bên trong xương cốt hắn phát ra. Đúng vậy, chính là âm vang, tựa hồ cả người hắn đang dần dần phồng lên. Khi hắn thân thể bành trướng đến cực hạn thì ngay tức thời, một thanh âm kéo dài như tiếng rồng ngâm vang vọng thiên không. Sử lai khắc lục quái chỉ cảm thấy không khí chung thân thể trong nháy mắt theo tiếng ngâm biến thành hải dương lam kim sắc. Sau một khắc cả bọn giật mình phát hiện, trước mắt, hoàn hình hải cùng ngọn thần sơn biến mất. Bọn họ lúc này đứng trong một mảnh rừng rậm rạp. Nhìn mảnh rừng rậm rạp này, tất cả thực vật cũng đều là màu lam kim. Trên mặt đất, một tầng lam ngân hoàng nhẹ nhàng lay động. Thực vật xung quanh đắm chìm trong quang mang kim sắc, tràn ngập sắc thái mộng ảo. Không chờ bọn họ kịp phản ứng, đột nhiên, cảnh vật xung quanh vốn đang chìm trong quang mang tràn ngập sinh mệnh khí tức đột nhiên biến mất. Tại nơi này xuất hiện sát khí lạnh như băng. Vô số luồng sát khí giống như lưỡi dao sắc bén đang vờn xung quanh thân thể, khiến toàn thân cả bọn tức thời cảm giác tê dại. Một nỗi kinh khủng mơ hồ phát ra từ nội tâm. Cảm giác sợ hãi cơ hồ trong nháy mắt khiến tất cả phảng phất như chịu áp lực của một loại năng lượng đặc thù. Cho dù giơ tay nhấc chân cũng cực kỳ khó khăn. Nếu không phải trong khoảng thời gian dài vừa rồi thừa nhận áp lực của Hải Thần Ánh Sáng, sát khí tràn ngập sinh ra sợ hãi cực độ này có lẽ làm bọn họ biến thành điên cuồng. May mắn, loại này khủng bố cảm giác cũng không có duy trì thời gian quá dài, mọi người lúc này đều cảm thấy trái tim chính mình như muốn vỡ ra. Xung quanh nhẹ nhàng, hơi thở tựa như đến từ Tu La địa ngục kia trong nháy mắt biến mất. Xung quanh lại trở về tràng cảnh bọn họ quen thuộc. Vẫn còn kia ngọn Hải Thần Sơn, trước mặt cũng vẫn còn kia trong suốt hoàn hình hải. Như chút được gánh nặng, mỗi người hít thở dường như đều trở nên có phần nặng nề hơn,
từng ngụm hơi thở hổn hển, mắt lộ thần sắc hoảng sợ, vô thức lui về phía sau. Ngược lại, chỉ có Tiểu Vũ vẫn như trước mờ mịt đứng tại chỗ, như chuyện gì cũng không có biết. Nàng không có linh hồn, vì vậy cũng không có cảm nhận được áp lực khổng lồ khiến kẻ khác hoảng sợ vừa rồi. Mà trên thực tế, nàng sở dĩ không có bị rơi vào cảm giác sợ hãi vừa rồi cũng không phải là bởi vì nàng không có linh hồn. Vừa rồi kia khủng bố cảnh tượng kia cũng không chỉ đơn thuần công kích tinh thần. Tiểu Vũ không chịu bất luận một chút tổn thương nào, chủ yếu là bởi vì linh hồn của nàng trước khi cảnh tượng khủng bố kia phát động đã ẩn sâu vào bên trong bản thể. Cỗ năng lượng kinh khủng kia tạo ra ngay sát bên cạnh, tự nhiên đối với nàng cũng không sinh ra bất luận tổn thương nào. Kim sắc lam quang dần dần thu liễm, mọi người miễn cưỡng định thần, có thể nhìn thấy được, quang mang bao phủ bóng người bên trong chớp động lên. Rồi rất nhanh, tất cả quang mang hoàn toàn được thu vào thân thể, lộ ra nguyên hình. Mọi người thật sâu nhẹ nhàng thở phào, khi nhìn thấy thân ảnh kia hiện ra thì vẻ mặt đều trở nên cổ quái, tươi cười dần dần hiện lên. Đứng ở nơi đó, trên người Đường Tam đã xuất hiện một kiện trường bào sạch sẽ, không có giống như sau khi Mã Hồng Tuấn thu được hồn hoàn. Toàn thân trần truồng, mà vừa rồi quang mang bao phủ bên ngoài thân chớp động, kỳ thật khi đó hắn đang mặc quần áo. Bất quá, lúc này trông hắn thậm chí so với Mã Hồng Tuấn lúc trước còn buồn cười hơn. Trên đầu bóng loáng không có một sợi tóc, thậm chí có thể phản xạ được cả ánh mặt trời, đến cả lông mày cũng không còn lại một sợi, mặc dù nét anh Tuấn không thay đổi. Hai con ngươi trong suốt màu lam so với trước kia càng thêm trong suốt, nhưng bộ dáng với cái đầu chọc lốc vẫn làm Sử Lai Khắc Ngũ Quái cùng Bạch Trầm Hương nhanh chóng từ trong sợ hãi lúc trước khôi phục lại. Lúc này Đường Tam, trên làn da lộ ở bên ngoài đều mờ mịt một tầng nhàn nhạt kim quang. Ngoài ra, biến hóa rõ ràng nhất là tóc và lông mày, đặc biệt là bát chu mâu ở sau lưng. Thể tích của bát chu mâu cũng không có thay đổi, vẫn cùng một thể tích như trước, nhưng toàn bộ màu sắc lại đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Huyết sắc tràn ngập sợ hãi nguyên bản giờ hoàn toàn biến hóa thành kim sắc thần thánh khí tức, tại sau lưng Đường Tam triển khai, giống như là tám cánh tay kim sắc rực rỡ. Kim quang lóe ra, trong mơ hồ, một vòng kim sắc luân chuyển làm bát chu mâu rực rỡ nổi bật. Từ thực chất mà nói, đây đã là lần biến hóa thứ ba của bát chu mâu. Từ lúc đầu tiên có được nó, đến khi Đường Tam săn bắt đệ nhị nhân diện ma chu cùng với đạt được 10 vạn năm hồn hoàn của Tiểu Vũ. Cho đến bây giờ, ngoại phụ hồn cốt này ngừng trong quá trình tiến hóa, chẳng những không biến đổi theo xu hướng ngày càng dữ tợn, ngược lại càng ngày càng huyễn lệ. Tiểu Tam, ngươi, ha 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 ha, Đái Mộc Bạch là người thứ nhất nhịn không được, nhất thời cười ha ha. Lúc hắn cười, những người khác cũng không khỏi đều nở nụ cười. Đường Tam lúc này tinh thần ý niệm vừa mới vừa tỉnh táo lại, thần trí còn thoáng có chút mông lung, các ngươi cười cái gì? Chữ Vinh Vinh khẽ cười nói, Tam ca, tóc cùng lông mày của ngươi. Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn liếc nhau, hai người cũng không nhịn được nở nụ cười gian xảo, tóc cùng lông mày đều, vậy lông tóc chỗ khác cũng. Hắc hắc, Đường Tam sửng sốt, vội vàng giơ tay đưa tay xoa xoa đỉnh đầu, lúc này mới phát hiện nguyên nhân mọi người cười. Cúi đầu nhìn vảy cứng rơi lả tả bốn phía, không nhịn được mặt lộ nụ cười khổ. Bất quá, lúc này nội tâm của hắn thoải mái không gì sánh được, cảm giác sảng khoái thanh lương từ mỗi lỗ chân lông trên người truyền đến. Căn bản không cần dùng ánh mắt nhìn, xung quanh tất cả cảnh vật đã hiện ra như một cái bản đồ trong óc hắn. Cho dù là trong không khí hay cường độ biến hóa của ánh mặt trời, hắn đều có thể cảm giác được rõ ràng. Đó là một loại tuyệt vời cảm giác nắm ở trong tay. Trong cơ thể nội lực Huyền Thiên Công từ màu trắng hoàn toàn biến thành màu vàng, giống như thủy ngân tại trong kinh mạch lưu chuyển. Đi kèm với tinh thần càng ngày càng thanh tỉnh, càng nhiều kinh ngạc vui mừng không ngừng xuất hiện. Tựa hồ tinh thần lực của hắn cũng đạt tới cảnh giới cuối cùng của Tử Cực Ma Đồng, cái này nếu dùng nhập vi để quan sát thì chỉ có thể phát hiện trong cơ thể một ít vận chuyển như thế nào mà thôi. Nhưng cho dù hiện tại bản thân hắn có thể nắm trong tay tất cả, hắn nhưng lại hoàn toàn không biết chính mình đạt tới cảnh giới nào. Tập trung ý thức, Đường Tam thúc dục Lam Ngân Hoàng, trong phút chốc, hơn 10 căn trong suốt lam sắc Lam Ngân Hoàng từ trong cơ thể bay ra. Lúc này đây, trên thân Lam Ngân Hoàng đã không còn những đường chỉ kim sắc, mà mỗi một cây Lam Ngân Hoàng đều được bao phủ một tầng kim quang nhàn nhạt. Nương theo võ hồn phóng thích, 7 cái hồn hoàn liên tiếp từ dưới chân Đường Tam dâng lên, luân chuyển xung quanh thân thể hắn. Hoàng, hoàng, tử, hắc, hắc, đỏ, đỏ.
trình tề bảy cái hồn hoàn mang đến cảm giác vô cùng động lòng người. Trong phút chốc, Đường Tam chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ có thể lắng nghe được cả tiếng mạch đập của tất cả thực vật trên Hải Thần Sơn. Mà mỗi một căn lam ngân hoàng kia càng giống như cánh tay của chính mình, hắn tự tin, cho dù là loại động tác phức tạp đến đâu, những cây lam ngân hoàng này cũng tuyệt đối có thể làm được. Cái suýt nữa xé nát thân thể hắn mang đến cực đại thống khổ cũng không hề uổng phí, đứng ở hàng thứ bảy, hồn hoàn đỏ như máu kia chính là sự hồi báo tốt nhất. Đái Mộc Bạch, Áo Tư Lạp, Chữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Mã Hồng Tuấn, Bạch Trầm Hương lúc này đều đã thu hồi nụ cười trên mặt. Nhìn cái hồn hoàn thứ bảy màu đỏ như máu của Đường Tam, đại biểu cho hồn hoàn cấp bậc 10 vạn năm, một chữ cũng nói không nên lời. Nếu nói, đệ lục hồn hoàn của Đường Tam là 10 vạn năm, đó là bởi vì có nguyên nhân đặc thù dẫn đến tiểu vũ hiến tế. Vậy, lúc này hồn hoàn thứ bảy ở trên người hắn kia là bằng vào sự kiên trì bền bỉ không biết mệt mỏi của hắn mà có được, không gì sánh được với ý chí bất khuất. Vì hồn hoàn thứ bảy này, sự thống khổ mà Đường Tam phải chịu đựng, cái giá của nó tuyệt đối so với việc chính thức hấp thu một cái 10 vạn năm hồn hoàn còn lớn hơn nhiều. Cho dù là có được 4 khối hồn cốt, lấy thực lực hiện tại của hắn cũng không có thể hấp thu được 10 vạn năm hồn hoàn. Đó tuyệt đối là vượt cấp, nhưng hắn lại là làm được. Đối với hồn sư mà nói, hồn hoàn thứ 7 là điểm nhấn vô cùng trọng yếu. Đường Tam hoàn mỹ thu dụng hồn hoàn cấp bậc 10 vạn năm đã tiếp tục tuyên bố sự cường đại của hắn. Nếu nói song sinh võ hồn là do trời ban cho, vậy hồn hoàn thứ 7 này cũng giống như đóa hoa nở rộ trong muôn hoa, phải liều mạng mà có được. Đường Tam chậm rãi nâng cánh tay phải, đệ thất hồn hoàn theo cánh tay hắn từ từ bay lên. Càng lên cao, phạm vi hào quang của nó càng lan rộng, trong phút chốc, hóa thành một màn hào quang huyết sắc bao phủ khắp thân thể Đường Tam. Hồng quang bao phủ, thân thể Đường Tam nhất thời thay đổi, thân thể dung hợp trong hồng quang, cả người hắn đều trở nên như được lột xác, làn da bên ngoài dập dờn cùng lam ngân hoàng trong suốt sáng bóng lộng lẫy, giống nhau, lại có thêm kim quang khí tức ẩn hiện phát ra. Nhìn qua, hiện tại hắn giống như là một lam ngân hoàng hình người. Đây chính là đệ thất hồn kỹ của Đường Tam, là lam ngân chân thân. Công năng của lam ngân chân thân, tất cả lam ngân hoàng trong khi thi triển kỹ năng đều được tăng phúc 100%, bất luận một cây lam ngân hoàng nào đều có thể trở thành ký thể Đường Tam. Nói cách khác, trừ phi tất cả lam ngân hoàng toàn bộ bị diệt, nếu không, Đường Tam tùy thời có thể cho thân thể của chính mình xuất hiện tại bất kỳ cây lam ngân hoàng nào trong phạm vi có thể, tránh né công kích. Mở ra song trường, Đường Tam tiến vào lam ngân chân thân bản thể, hai mắt chợt biến thành màu vàng, sau một khắc, lấy thân thể của hắn làm trung tâm. Một tầng kim sắc lam quang chợt từ hắn dưới chân lan ra, cơ hồ là trong phút chốc bao phủ đường kính 100m phạm vi. Trên cảm giác thì cái đường kính 100m phạm vi tựa hồ không lớn, nhưng tại trong phạm vi này, mặt đất hoàn toàn biến thành màu lam kim sắc. Kể cả là thân thể của 6 người còn lại trong Sử Lai Khắc Thất Quái. Mọi người rõ ràng cảm giác được, sinh mệnh khí tức khổng lồ không gì sánh được tràn ngập xung quanh thân thể, sự thoải mái nói không nên lời. Nhưng bọn họ cũng đồng thời phát hiện, hành động của bản thân bắt đầu trở nên chậm hẳn lại. Xung quanh tất cả không biết vì sao đều bị như vậy. Mà ở giờ khắc này, sau lưng Đường Tam, kim quang từ bát chu mâu phóng xuất. Từng tia kim sắc quang mang bắt đầu tràn ngập tại trong thế giới kim sắc lam quang. Kim quang như tơ như sợi không thể né tránh, mọi người chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên căng thẳng. Ngay sau đó, bản thân hồn lực như tìm được chỗ phát tiết. Theo từng tia quang mang kia chậm chạp thoát ra. Muốn dãy, nhưng tia quang mang lại giống như hủ cốt giòi bọ, trước sau bám dính trên người bọn họ. Hồn lực cả bọn đang bị thoát ra lại nương theo tia kim quang làm ánh quang mang càng thêm rực rỡ, cuối cùng hội tụ đến bát chu mâu truyền vào trong cơ thể Đường Tam. Vô số bóng cây xuất hiện, che lấp cả thân ảnh Đường Tam. Trên Hải Thần Sơn, tất cả thực vật trong phạm vi bị bao phủ giờ khắc này cũng đều biến thành màu kim sắc. Dày đặc bóng cây nương theo vô số nhành dây leo xuất hiện tại không gian xung quanh. Ngay lúc này, thậm chí cả ánh thái dương cũng không có cách nào tiến vào trong lam kim thế giới. Khổng lồ sinh mệnh khí tức bao phủ mỗi người, mỗi nhánh cây cối điên cuồng sinh trưởng, thực vật dây lá đều nhanh chóng vươn dài, mà mục tiêu đều là những người còn lại trong Sử Lai Khắc Thất Quái. Chỉ vài lần nháy mắt công phu, mọi người liền cảm thấy đã bị vây kín. Một loại áp lực kinh khủng tại ở sâu trong nội tâm sinh ra, dưới áp lực bức bách, mọi người không phân biệt trước sau phóng xuất ra võ hồn.
Nhưng cho dù là Phượng Hoàng hỏa diễm nóng cháy của mập mạp cũng chỉ làm cho ánh hào quang của Kim Lam thế giới tăng thêm phần rực rỡ. Mỗi người đều phát hiện võ hồn của bản thân bị ngập trong sinh mệnh khí tức đầy trời áp chế. Đây chính là tác dụng thực thụ của đệ thất hồn kỹ là Lam Ngân Chân Thân được phóng xuất trong Lam Ngân lĩnh vực. Kỹ năng của Lam Ngân lĩnh vực ở lần thứ 3 tiến hóa này là Xâm La Vạn Tượng, tác dụng bổ sung thêm hiệu quả, đồng hóa, áp chế. Thông qua lĩnh vực, ta có thể cho nơi này, mỗi nơi mỗi chỗ tùy theo tâm ý mà biến hóa. Đồng hóa kỹ năng chính là đồng hóa xung quanh tất cả thực vật, lấy Lam Ngân lĩnh vực đốt cháy sinh mệnh của chúng, chuyển hóa thành của mình để sử dụng. Địa phương nào có thực vật càng nhiều, Xâm La Vạn Tượng uy lực lại càng lớn. Tất cả thực vật này đều tùy theo tâm ý của ta mà phát động công kích. Còn kỹ năng áp chế sẽ làm võ hồn thuộc tính của đối phương toàn bộ áp chế xuống 10%, kể cả hồn lực phóng thích ra cũng sẽ bị giảm 10%. Ở trong lĩnh vực thời gian càng dài, hiệu quả áp chế cũng sẽ càng thêm tăng cường. Tơ vàng vừa rồi lấy đi hồn lực của chúng ta, là chuyện gì xảy ra? Nghe được thanh âm Đường Tam từ bốn phương tám hướng truyền đến, cảm giác sợ hãi trong lòng mọi người nhất thời biến mất. Đái Mộc Bạch lập tức phát ra nghi vấn. Thanh âm Đường Tam lại vang lên, đó là Lam Ngân lĩnh vực cùng Bát Chu Mâu tiến hóa, sau tự dung hợp sinh ra tiết kiệm năng lượng. Vốn đệ tam kỹ năng của Xâm La Vạn Tượng là lợi dụng đồng hóa kỹ năng thu lấy sinh mệnh lực của các ngươi rồi từ tù chuyển giao cho thực vật. Nhưng vì có Bát Chu Mâu gia nhập, làm hiệu quả thôn phệ của nó vượt xa hơn thế nữa. Kim sắc ti này không hề sợ công kích, nó chính là kỹ năng thôn phệ của Bát Chu Mâu tạo ra, nó sẽ không ngừng hấp thu hồn lực cùng sinh mệnh lực của các ngươi. Sinh mệnh lực thì giao cho thực vật ở bên trong lĩnh vực, còn hồn lực thì thông qua Bát Chu Mâu sàng lọc cung cấp cho ta sử dụng. Đái Mộc Bạch mở to hai mắt nhìn, ta dựa vào, còn có thể sàng lọc. Cái lĩnh vực này của ngươi, kỹ năng cũng quá biến thái. Lam quang chợt thu liễm, ánh mặt trời tái hiện, Đường Tam vẫn như trước đứng ở tại chỗ. Bất luận Bát Chu Mâu hay bảy cái hồn hoàn lúc này đều đã được thu lại. Hắn hướng đồng bọn triển lộ kỹ năng mới đạt được của mình là vì sau này có thể cùng đồng bọn có sự phối hợp tốt, cũng để cho đồng bọn không đến mức khi hắn triển khai kỹ năng mà cảm thấy giật mình. Một gã hồn sư đem hồn kỹ của mình triển lộ cho hồn sư khác xem, việc này biểu hiện một loại tình cảm rất thân. Đừng nói là những người còn lại trong Sử Lai Khắc Thất Quái thấy hồn kỹ mà Đường Tam mới đạt được có kinh khủng biến thái thế nào. Đến cả bản thân Đường Tam cũng cảm giác được sự khủng bố của kỹ năng này. Nhất là cái kỹ năng sau khi Bát Chu Mâu cùng Lam Ngân lĩnh vực dung hợp. Thôn phệ từ xa, lại không sợ công kích, thôn phệ cả sự phòng ngự, thật quá đáng sợ. Đồng thời, Đường Tam phát hiện Bát Chu Mâu sau khi tiến hóa. Kỹ năng thôn phệ nguyên bản của nó còn được tự động tăng thêm năng lực sàng lọc, năng lượng từ ngoại giới được hấp thu vào sẽ tự động loại bỏ tạp chất, hóa thành năng lượng dung nhập vào cơ thể Đường Tam. Cứ như vậy, tiến hóa mới nhất của Lam Ngân lĩnh vực, Xâm La Vạn Tượng, trong khi chiến đấu sẽ làm thực lực của địch nhân không ngừng bị suy yếu. Mà Đường Tam vẫn có thông qua kỹ năng thôn phệ không cần phòng ngự có được thời gian năng lực chiến đấu dài hơn. Đường Tam mơ hồ cảm giác được, nương theo thực lực phát triển của bản thân, năng lực tiến hóa của ngoại phụ hồn cốt Bát Chu Mâu hiện tại mới xem như chính thức hiển hiện ra. Các hồn cốt khác, cho dù là 10 vạn năm hồn cốt cũng không thể hơn được. Duy nhất xem xét từ khía cạnh lĩnh vực cấp độ, Lam Ngân lĩnh vực của Đường Tam đã vượt xa thiên sứ lĩnh vực của Thiên Nhận Tuyết từng thi triển. Thiên sứ lĩnh vực, kỹ năng chủ yếu là tăng cường bản thân, áp chế cùng mê hoặc đối thủ, thiên sứ chi lực cũng chỉ có thể hủy đi hồn lực của đối thủ. Có thể nói công năng của thiên sứ lĩnh vực hủy đi hồn lực đối thủ thì một, vậy năng lực thôn phệ từ Lam Ngân lĩnh vực của Đường Tam chính là hai. Công năng của thiên sứ lĩnh vực là gây tổn thất cho người khác nhưng bản thân cũng không có lợi lộc gì, mà Lam Ngân lĩnh vực chính là gây tổn thất cho người mang về lợi ích cho ta. Chênh lệch trong đó khá lớn. Luận về bậc võ hồn, mặc dù Lam Ngân Hoàng có thể nói là đỉnh cao tồn tại trong thực vật hệ võ hồn, nhưng so với siêu cấp võ hồn của thiên sứ sáu cánh vẫn còn có chút chênh lệch. Công năng Lam Ngân lĩnh vực của Đường Tam sở dĩ có thể vượt xa thiên sứ lĩnh vực của Thiên Nhận Tuyết là do có hai nguyên nhân. Một chính là do hiệu quả từ sau khi Bát Chu Mâu tiến hóa dung hợp với Lam Ngân lĩnh vực. Cái còn lại chính là bởi vì đệ thất hồn hoàn của Đường Tam chính là hồn hoàn 10 vạn năm cấp bậc. Hiệu quả tăng phúc đương nhiên không phải hồn hoàn vạn năm cấp bậc có thể so sánh. Vì này đệ thất hồn hoàn này, Đường Tam đã phải hao phí 100 ngày thời gian. Nhưng suy cho cùng cũng là hoàn toàn đáng giá.
hồn hoàn thứ 7 cấp bậc 10 vạn năm đã làm thực lực của hắn một lần nữa toàn diện bay vọt. Lấy kỹ năng và hồn cốt hiện tại của hắn, không bao giờ còn phải lâm vào tình huống là đối mặt với phong hào đấu la mà không có lực đánh một trận. Đó là vẫn còn chưa kể đến công năng của sát thần lĩnh vực sau khi được hồn hoàn thứ 7 tăng phúc, đệ nhị hồn kỹ của sát thần lĩnh vực do đệ thất hồn hoàn 10 vạn năm bổ sung thêm. Có chút xấu hổ sơ sơ cái đầu chọc lốc. Đường Tam hỏi, ta nhập định bao lâu thời gian? Lúc này, mọi người đã đến gần. Ngoại trừ Tiểu Vũ, ánh mắt vẫn trống rỗng, vẻ mặt những người còn lại đều là ngạc nhiên cùng hâm mộ. Áo Tư Tạp nói, ngươi thật, ra có thể ngủ à? Một chút này chính là 100 ngày đó. Đây là ngươi, nếu đổi là chúng ta, cho dù có thể kiên trì, thân thể cũng tuyệt đối không thể hấp thu được năng lượng khổng lồ từ 10 vạn năm hồn hoàn kia. Ta cũng muốn có đệ thất hồn hoàn như thế. Tên gia này hỏa không? Chút nào che giấu sự khao khát của hắn. Đường Tam ngây người một chút, ngươi nói cái gì? 100 ngày, ta đã nhập định 100 ngày. Nhìn thấy đồng bọn liên tục gật đầu, Đường Tam vẫn có chút khó tin. Với hắn mà nói, tựa hồ chỉ là khi kịch liệt thống khổ qua đi, một cỗ nhiệt lưu truyền khắp toàn thân, dần dần tản ra, quá trình chỉ đơn giản như vậy, sau đó hắn tỉnh lại. Thế nhưng quá trình đơn giản đó lại là khoảng thời gian đăng đẳng 100 ngày chìm trong nhập định. Trên mặt hiện ra tia cười khổ, không nghĩ tới chậm trễ lâu như vậy. Hải thần ánh sáng của ta à? Ánh mắt Đái Mộc Bạch toát ra vẻ mãnh liệt khinh bỉ. Tên gia hỏa ngươi rõ ràng là đứng lâu không đau lưng, được một cái 10 vạn năm hồn hoàn vẫn còn chưa đủ sao? Kỹ năng ngươi mới đạt được đã quá đủ biến thái à? Nếu đổi là ta, cho dù là hao phí một năm thời gian ta cũng săn sẵn đánh đổi. Nói đi, đại khái cái loại vượt cấp hấp thu hồn hoàn như kiểu này đều làm cho hồn lực tăng lên. Mập mạp lần trước tăng lên một bậc, cấp bậc hồn lực hiện tại đã cùng Tiểu Áo không sai biệt lắm, ngươi hiện tại hồn lực bao nhiêu cấp? Đường Tam liền xem xét kỹ bản thân, trên mặt cười khổ nhất thời biến thành vẻ kinh ngạc vui mừng, như vậy cũng đúng. Hình như là tăng lên không ít, chữ Vinh Vinh tò mò hỏi, không ít là nhiều ít. Đường Tam nói, hình như là 74 cấp rưỡi. An tĩnh đến đáng sợ, những lời Đường Tam vừa nói ra, hắn liền cảm giác được, mọi người phảng phất như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Đái Mộc Bạch vẻ mặt bi thương nói, không có thiên lý, thật sự là không có thiên lý. Ta khổ luyện 3 tháng, so ra còn hơn là Tiểu Tam hấp thu một cái hồn hoàn. Đường Tam ha hả cười. Nhìn thấy ý cười trong ánh mắt Đái Mộc Bạch cùng với vẻ buồn buồn thất vọng của hắn, liền ôm bả vai hắn nói, Đái lão đại, đừng có gấp à. Đừng quên, các ngươi đều là còn chưa có hấp thu hồn hoàn thần ban. Chỉ là vận khí của ta tương đối tốt mà thôi. Đái Mộc Bạch than nhẹ một tiếng. Tiểu Tam, ngươi thực sự không phải vận khí à. Bất quá, 3 tháng vừa qua chúng ta cũng không có nhàn rỗi. Hải thần ánh sáng quả thật là bảo vật để tu luyện. Hồn lực của ta đã tiếp cận 68 cấp. Phỏng chừng không đến 10 ngày là có thể tấn cấp. Tiểu Áo 64 cấp. Mập mạp cũng 64 cấp. Bất quá mập mạp sắp đột phá 65 cấp. Vinh Vinh đã là 65 cấp, Trúc Thanh cũng vậy. Ngươi nói rất đúng, chúng ta đều có cơ hội đạt được hồn hoàn thần ban, khi đó, chúng ta cũng nhất định sẽ cố gắng. Đối với chúng ta mà nói, đây là cơ hội duy nhất trong cuộc đời, một năm tại Hải Thần Ánh Sáng này, chúng ta nhất định phải tranh thủ đều đạt tới 70 cấp. Có võ hồn chân thân chất biến đổi, ứng đối với các khảo nghiệm khác có thể sẽ dễ dàng hơn. Xèo xèo. Đang lúc Đái Mộc Bạch nói ra những ngôn từ chính nghĩa cùng với vạch ra kế hoạch, bụng của Đường Tam cũng lặng lẽ sôi réo. Đái Mộc Bạch chịu trận không nói được gì, thức ăn buổi sáng đưa tới để bên kia, Tiểu Tam ngươi mới vừa tỉnh táo lại, hôm nay trước hết nghỉ ngơi một chút. Tốt quá hóa dở. Đi, chúng ta tiếp tục tu luyện đi. Nhất định phải thu ngắn chênh lệch với Tiểu Tam. 100 ngày không ăn thứ gì, hoàn toàn dựa vào năng lượng duy trì sinh tồn. Đường Tam đã rất đói bụng, đồng bọn một lần nữa chìm vào tu luyện. Hắn cũng không chút khách khí ăn lấy ăn để. Lấy hắn nội tạng cơ quan mạnh mẽ, căn bản là không sợ rượu chè ăn uống quá độ sẽ mang đến hậu quả không tốt gì đó. Cua cự lớn, mỹ vị tôm hùm, thịt, trứng cá muối cùng bánh mì đen. Hơn nữa trên hải thần đảo đặc sản rau quả, hoa quả. Một hồi đại tiệc khiến hôm nay hắn thưởng thức qua tất cả các thực vật trên đảo. Ăn xong rồi Đường Tam mới phát hiện ra mình ăn hết cả phần thực vật của đồng bọn. May mắn,
Trong nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ vẫn còn lưu trữ, chỉ có cho mọi người hôm nay ăn một chút lương khô. Lúc này, bọn Đái Mộc Bạch đã bắt đầu tu luyện trong hải thần ánh sáng. Đường Tam phát hiện, trải qua 3 tháng thời gian, hiện tại địa điểm tu luyện của cả bọn cũng đã ở vị trí bậc thứ đệ 35. Đến cả Bạch Trầm Hương cũng đã lên tới bậc thứ 27. Thực lực tăng vọt, làm trong lòng Đường Tam tràn ngập thỏa mãn cùng tin tưởng. Hắn âm thầm nói với chính mình, khoảng cách trợ giúp Tiểu Vũ sống lại, vừa lại gần thêm một bước. Không hề nghỉ ngơi, Đường Tam trực tiếp đắm chìm trong tu luyện. Bởi vì đã tiến vào cảnh giới võ hồn chân thân, hắn trực tiếp gia tăng địa điểm tu luyện của mình lên tới vị trí bậc thứ 50. Hắn tự tin, tại vị trí này cũng hoàn toàn có thể tu luyện. Đương nhiên, trước khi bắt đầu tu luyện, hắn còn muốn trước tiên kiểm nghiệm một chút thành quả thực lực bản thân tăng lên, xem rốt cuộc có thể leo lên tới bậc thang thứ bao nhiêu. Cũng là một bước chuẩn bị cuối cùng, trước khi thông quan. Ngay khi Đường Tam một chân bước vào hải thần ánh sáng, hắn chợt dừng bước, thần sắc kinh ngạc xuất hiện trên gương mặt. Bởi vì hắn phát hiện, nguyên bản hải thần ánh sáng tràn ngập áp lực đã tựa hồ biến mất. Bước trên bậc thềm thứ nhất, tựa hồ cùng ở bên ngoài cũng không có gì khác nhau. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ áp lực của hải thần ánh sáng biến mất sao? Không, không có khả năng. Chẳng phải bọn họ vẫn còn đang tu luyện sao? Điều này chứng minh hải thần ánh sáng cũng không có xuất hiện vấn đề gì. Mang theo thần sắc hoài nghi, Đường Tam tiếp tục hướng phía trước leo lên. Leo tới bậc thang thứ hai, Đường Tam cảm giác được một tia áp lực nho nhỏ, trong lòng nhất thời rõ ràng. Cũng không phải áp lực hải thần ánh sáng biến mất, mà là năng lực phản kháng áp lực của hắn có tiến bộ nhảy vọt. Trên thực tế, sau khi được hồn hoàn thần ban, thân thể Đường Tam đột phá tới cực hạn đối với phản kháng áp lực thẳng tắp nhảy vọt. Áp lực hải thần ánh sáng ở gần ngoài tự nhiên đối hắn rất khó sinh ra hiệu quả. Bởi vì áp lực quá nhỏ, cho nên Đường Tam mới không cảm giác gì. Tiếp tục hướng về phía trước leo lên, rất nhanh, Đường Tam leo một hơi lên bậc thứ 50. Tới chỗ này, hắn phát hiện vị trí này vẫn không hề thích hợp để mình tu luyện bởi vì áp lực còn chưa đủ. Áp lực nơi này còn không bằng vị trí hắn tu luyện trước khi đột phá 70 cấp. Không có mở ra hai đại lĩnh vực, thân thể vừa mới khôi phục lại, lần này leo thử Đường Tam vẫn có chút giữ sức. Dù sao thân thể mới vừa chữa trị, không thể lại xung kích đến cực hạn. Có hai đại lĩnh vực làm hậu thuẫn, chính mình lúc lui về sẽ thoải mái rất nhiều. Tiếp tục hướng về phía trước leo lên, rất nhanh, Đường Tam vượt qua vị trí lúc trước cực hạn của hắn, leo lên bậc thứ 80. Tới nơi này, tại đây, toàn diện uy áp lên thân thể mới lại một lần nữa cảm nhận được. Thở sâu, Đường Tam tiếp tục hướng về phía trước, lúc leo đến bậc thứ 100, bước đi của hắn lúc này mới trở nên chậm chạp. Đường Tam phát hiện, leo lên tới bậc thứ 100, áp lực rõ ràng tăng lên một cái cấp bậc, giống như là thực lực của chính mình tăng vọt lên, đi vào nơi này, áp lực hải thần ánh sáng cũng vọt tăng. Phát hiện này làm hắn hiểu được, đối với hắc cấp khảo nghiệm của bọn Đái Mộc Bạch, gian nan nhất chỉ sợ cũng chỉ là bậc thứ 80. Ngàn vạn lần đừng xem thường những bậc thang cuối, bởi vì áp lực vọt tăng, mỗi bước đi đều phải nỗ lực so với trước lớn hơn rất nhiều, huống chi, trước khi leo lên tới những bậc này. Hồn lực nhất định đã bị tiêu hao không ít, áp lực đột nhiên lại gia tăng, muốn leo lên để hoàn thành những bậc cuối này, quả thật không phải một chuyện dễ dàng. Ổn định và tiếp tục duy trì hướng về phía trước leo lên, năng lực kháng áp siêu cường của thân thể dần dần hiển hiện ra. Tam xoa kích lạc ấn trên trán Đường Tam phóng xuất kim quang lóa mắt, mỗi một bước, trong lòng hắn đều dâng lên một loại khát khao chinh phục. 108 bậc, số bậc mà hắc cấp khảo nghiệm cần thông qua, bậc thềm rất nhanh bị dẫm nát dưới chân Đường Tam. Phải biết rằng, hiện tại Đường Tam không phải một gã hồn thánh bình thường, có được tứ đại hồn cốt, hai cái 10 vạn năm hồn hoàn, cường độ thân thể hắn đã vượt xa những phong hào đấu la bình thường. Cho dù là như vậy, nhưng khi hắn thông qua được bậc thứ 108, cũng rõ ràng cảm giác được thân thể trầm trọng hẳn lên. Hướng về phía trước leo lên, bất luận thêm một bậc nào cũng đều trở nên thập phần khó khăn. Hít một hụm lương khí, Đường Tam